Mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa, mà vì sao đôi khi anh thấy yêu đương mình quá mong manh. Người hãy tìm mình tự nhiên như áng mây trôi về đâu, vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu. Lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế, dù mai đây đôi ta đâu biết yêu đương mình sẽ ra sao. Người hỡi, tình mình tươi như những tháng năm kia đổi thay, hãy yêu nhau để có nhau. Lời sẽ mãi bên nhau và em sẽ
Thành nữa là vừa giống con lăng quăng sao vậy anh? Phút cuối cùng phải làm gì mà anh đứng sau ghế luôn rồi? Chưa ăn cơm chiều. sợ bị mệt quá, hiểu rồi. Và một tràng vỗ tay nữa dành cho hai thí sinh của chúng ta, Trọng Vương và Quang Anh. À, Trấn Thành, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Cái đoạn mà xém hung quá tôi hết hồn. Dạo này già yếu nhìn cái đoạn nó lên máu dữ lắm. Bữa nay giờ giống như là trung tâm tiệc cưới vậy đó, cái ghê không trời. Trắng nõn, nguyên một cái sân khấu trắng nõn hết trơn. Anh Xìn ơi, trước khi anh nói, em sẽ được làm sáng tỏ cái vụ này. Em muốn bảo vệ cho chị Minh Tuyết. Minh Tuyết có bị ai xâm hại mà em bảo vệ? Em bảo vệ chứ. Người ta đã biết tông xịt tông ngày hôm nay là tông trắng. Người ta lựa chọn một cái đầm thiệt là lộng lẫy, có đính kim sa theo ý của chị Minh Tuyết. Vậy mà đây là nhân vật đã cướp cái đầm của chị Tuyết. Tuyết không có đầm không lên sóng được. Là bà đó. Thì ra là em. Trọng Vương, em gian dựng hiện trường cho Minh Tuyết nổ bánh xe và xé đầm Minh Tuyết đúng không? Bây giờ anh lại đọc thơ Minh Tuyết đây. Đọc thơ. Như ơi, Minh Tuyết chưa đâu, chưa đâu. Ủa, chưa, em chưa biết được nội dung lá thư như thế nào đâu. Chị Tuyết chỉ nhịn màu lắm. Nếu như thí sinh hát hay quá, Trấn Thành hãy nhờ hai MC lên đứng tùm lại một chỗ, đừng ai ngồi chỗ của Tuyết, để thí sinh có cơ hội tỏa sáng hơn. Anh Thành, Minh Sổ, chị Như, anh Thành. Chỉ có cách đó mới hết nhạc được thôi. Xuân, em tỉnh táo lại chưa? À, kính thưa tất cả quý vị, và bây giờ sẽ là phần nhận xét của ban giám khảo dành cho tiết mục song ca Yêu Thương Mong Manh. Và đầu tiên chắc chắn phải mời giám khảo nội tâm của chúng ta. Đúng. Ôi, hãy nhìn lại hình ảnh người yêu của anh trên sân khấu đi. Đây nè anh. Trọng Vương hôm nay xuất hiện trên sân khấu đã làm cho tôi nguôi ngoai nỗi nhớ về Minh Tuyết. Xin cảm ơn anh. Bởi vì hôm nay Trọng Vương chọn cái chiếc váy này với lại cái mái tóc và tạo hình của em rất là giống cô Minh Tuyết. Và chính nhờ cái trang phục và cái hóa trang này làm cho em hóa thân và nhập vai hoàn toàn. Và cái câu hát đầu tiên của em là dưới này ai cũng đều vỗ tay và tấm tắc. Anh chỉ có nhắc nhẹ một chút xíu thôi, là cái lúc mà em đang đi chơi vơi, tìm kiếm một cái hình bóng nào đó để mà sau đó vào trong cái lồng chim ở chính giữa, em cần tiết chế chút xíu, em đi nhẹ nhẹ một chút nữa thì nó sẽ thơ hơn, nó lãng mạn hơn. Lúc đó em cứ đi chập giống y như anh nghĩ là giống như say rượu á, thì nó mất đi cái sự lãng mạn của cô Minh Tuyết. Còn lại thì anh rất là thích em ngày hôm nay. Còn về phần hát như thế nào thì các giám khảo sẽ nhận xét. Anh Trấn Thành, trong khi đạo diễn Hoài Nhật Nam chúng ta đang chia sẻ những điều rất là tâm tư, thế anh đang làm gì với không fan? Không, anh đang ngồi em bị phân tâm bởi như nhà bếp nó xịt cái mùi bò kho lên. Anh nhà bếp mà xịt cái mùi bò kho gì? Nó sọc lên, làm cho anh hửi, em bị phân tâm quá, đang đói, tại nãy nó chưa ăn cơm. Thành, bò kho nó nấu đã. Thành, em không hài lòng gì về anh trong phần nhận xét vừa rồi không? Có, thật ra không phải là do anh không có gây chú ý mà do bò kho nó chú ý hơn thôi. Thôi bây giờ trở lại hai em. À, cho anh nói tiếp nữa. Anh chưa nói Quang Anh. Anh nhận xét rất nhanh thôi. Quang Anh hôm nay rất là lịch lãm, rất là manly, và anh rất rất thích cái giọng hát của em luôn. Rất là nội lực và rất rất thuyết phục. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Không đồng ý. Vì sao anh không đồng ý? Bò kho lên tiếng. Tại vì hôm nay Quang Anh những câu đầu thuyết phục, bắt đầu vô giữa hết thuyết phục. Vì sao? Vì bạn bị cái cảm xúc giống như bạn Mỹ Tâm bị cuốn vào cái bài hát, bạn quên cái cá tính của Tuấn Hưng. Lúc đầu bạn cắt ra những cái câu đầu tiên, tôi với chị Cẩm Ly nhìn wow, nghe nó đã lỗ tai mà nó 100% Tuấn Hưng. Hát hồi bị quên. Bạn Minh Tuyết á, xà bà quá vô xà cái lại. Lòng bà chà nát cái lòng ở trong. Rồi cái ông này ở ngoài ông bị quên. Các bạn diễn nhìn nhau là tốt, nhưng các bạn phải biết ăn gian cái mặt ra cái máy quay để khán giả họ thấy được mình diễn cái gì. Bây giờ bạn hát là giùm tôi cái đoạn điệp khúc mà Tuấn Hưng nhất xem nào. Thái độ. Người yêu nhé, nhìn anh lần nữa, hứa một lời sẽ mãi bên nhau. Đó, ok. Khi hát hồi nãy phải là được như vậy, phải
thái độ, diễn thì diễn nhưng vẫn phải là Tuấn Hưng. Cái người thứ hai là bạn làm Minh Tuyết, Trọng Vương. Nhìn cái ánh đèn lờ mờ, bạn là Minh Tuyết 100%, cho đến khi đèn nó sáng dần. Thực tại của tôi lại trở về với con người của tôi. Để tôi nhìn vào cái gương mặt của bạn, make up của bạn, để tôi chợt nhận ra Tuyết cũng không tồn tại lắm đâu. Nhưng mà vấn đề nó nằm chỗ là thái độ, biểu cảm, di chuyển này nọ rất Tuyết. Nhưng mà thế này, hình như do cái bài này nó phải cân tông nam nữ, mà hai bạn đều là nam nên không thể mà cân cái tông nữ như kia thì cao quá, nhưng phải cao hơn chút xíu thì Tuyết sẽ ra cái giọng sáng hơn, thì sẽ ra giọng nữ hơn. Nhưng mà có âm sắc của Tuyết, có cách xử lý của Tuyết, đó là cái điều các bạn làm rất tốt. Cái đó là nghệ thuật diễn xuất. Nghệ thuật diễn xuất cực kỳ chuyên nghiệp ra sân khấu. Nhưng mà với tôi hôm nay đây là một phần trình diễn hay. Em cảm ơn Trấn Thành và anh Hoàng. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Giám khảo Cẩm Ly, chị nghĩ sao ạ? Đây là một cái áp lực rất là nặng đối với Vương. Vì lần trước á, em diễn với bạn Lâm Trường á, anh cũng không có chịu. Anh nói nó làm sao á. Và bây giờ hôm nay Quang Anh là Tuấn Hưng với em, anh cũng không đồng ý. Anh cũng cảm thấy nó làm sao. Mà chị thấy những cái đoạn đó, những chị khen là khen những bạn nam đó, tụi em diễn rất là tốt. Nhưng mà tại anh Thành cứ hay sao sao, có nghĩa là bây giờ em phải làm như sao? Nếu mà em đi vào vòng trong thì mới làm sao mà em thuyết phục, khi anh không thấy cái cảnh đó anh không khó chịu nữa. Em mới phải nữ tính hơn, em đủ lady để anh cảm thấy là ý này cưng nè, chứ không phải là mình nhưng thấy... mà ít nhất mình cũng phải xóa cái ấn tượng ban đúng đầu rồi. Đi chứ anh cứ dán cái mác ra ngoài anh chị, khó chịu là sao? Chị Ly, em thông cảm với anh Thành, là tại vì em xin phép em gọi là cái chị này mà chỉ đứng một chỗ á rất giống chị Tuyết, nhưng mà khi chị di chuyển á chị bị giật bà ngược. Bị hai hàng đi nè, hai cái giò bên như hai cái bắp chuối, cái bà đi vậy nè đó, cái bà bị lâu lâu á, không nhiều nhưng lâu bà đứng vậy nè. Con gái Tuyết là phải biết sao không, cái đầm nó dài, người ta đi người ta sợ dắt, người ta không phải con gái người ta không quen, cho nên là người ta đi nó lận khận thiệt. Hồi nãy nó bị đi vô cái lòng lận khận thiệt. Nhưng mà em thông cảm cho bạn này, tại vì chị Tuyết á có những cái rất hay, ví dụ chị lướt nhưng mà lâu chỉ như thế này, cái thành ra bạn kết hợp đó anh thì nó sẽ hơi bị giật ngược chút xíu, nhưng mà lần sau mình cũng giật ngược, sử dụng cái động từ giật ngược đi vậy. Dạ, chính nhưng mà thế này nè, đây là kinh nghiệm ha, là mình chéo chân lại đứng hay là gì đó cho nó đẹp. Ai đàn ông quá ghê quá. Thực ra là chị chỉ nói như vậy thôi, trong em nó ra cái nữ tính nhẹ nhàng thì đã có, tức là mỗi ngày mình sẽ tốt hơn. Có lẽ là hơi khắt khe một xíu với cặp này nhá, về cái phần hát á ok tốt, nhưng ở Tuyết và Hưng đều giống nhau. Ví dụ khi mạnh nhưng nó cũng có sự da diết, thì ở đây mình hơi bị đều. Và đặc biệt á, bên Vương á, Vương kéo những cái câu của Tuyết, cái đuôi á rất là giống. Quang Anh hát giọng tốt, nhưng Quang Anh để ý kỹ đi, hồi nãy hát lại vẫn thấy luôn, mình dùng cái lực của Hưng mạnh, cái đuôi của mình ngân và nó đầy, nó đều hết luôn. Cái đuôi mình bao giờ mình phải vuốt cho nó mềm và nó nhẹ và nó tình nữa. Thì Quang Anh đều bị cái vấn đề đó hồi nãy rất là nhiều, co dùng đó nó như vậy. Nó hay hơn là mình cứ đều, nó có những cái chi tiết nhỏ lên muốn cụ thể hơn, để nếu mình vào vòng trong mình khắc phục để mình trọn vẹn hơn. Chúc mừng Quang Anh và xin cảm ơn lời góp ý chân thành của chị Minh Cẩm Ly. Gió từ dưới vắng quê lương còn vương chi kia tội tình, gió từ dĩ vãng mây trôi đã xa rời xa quê nhà, gió từ ôi giọng khàn khàn giống như vậy, quên đi cây đắng, quên đi giọt nước mắt rơi, gió từ dạ từ dĩ vãng trong mơ. Nhức nhối quá. Thi vậy mới là thi chứ. Cô đơn nỗi đau, cõi đời lạc lõng như vô tình. Sao quên đi những tháng năm êm đềm hạnh phúc trong tầm tay, thả vương xa trong cô hương, tiếng gọi tao sẽ tan cõi lòng. Gió xa khi mạnh đời về đâu đêm tối.
Hay quá. Mong manh khói sương vẫn là ngọn gió hay vô tình. Mơ xa xôi trong giấc mơ, mong người chợt đến ta nào hay. Đôi khi nghe bao xót xa thì thời xuân đang trôi qua mơ. Hãy quên đi ngày xưa, chờ bước đi giữa cơn mơ. Giờ từ di vang quê lưng còn vương chi tiết tội tình. Giờ từ di vang mây trôi đã xa rời xa quê nhà. Giờ từ quên đi cây đắng, quên đi giọt nước mắt giờ. Giờ giá từ dòng là chẳng còn chi nữa. Giá từ dĩ vang quay lưng còn vương chi cướp tội tình. Giá từ dĩ vang xa xôi lo gieo sầu vươn mắt ai. Giá từ chúng ta mong nhớ yêu thương người mãi mãi thôi. Giá giá từ gì vã xưa qua trong mơ. Tôi sẽ không bao giờ đi. Mong manh khói sương vẫn là ngọn gió hay vô tình. Mơ xa xôi trong giấc mơ, bóng người chợt đến ta nào hay. Đôi khi nghe bao xót xa thì thời xuân đang trôi qua mau. Ngày xưa chờ bước đi giữa cơn mơ. Giá từ dĩ vãng quê lưng còn vương chi kiếp tội tình. Giá từ dĩ vãng mây trôi đã xa rời xa quê nhà. Giá từ quên đi cây đắng, quên đi giọt nước mắt rơi. Giá từ dòng lá chẳng còn chi nữa. Giá từ dĩ vãng qua đi mùa xuân nắng ấm từng nồng. Giá từ dĩ vãng xa xôi lỡ gieo sầu vươn mắt ai. Giá từ chúng ta mong nhớ yêu thương người mãi mãi thôi. Giá từ gì vỡ xưa quang trong mơ. Cô đơn xin cảm ơn tất cả vì xin cảm ơn. Trời ơi thưa quý vị, đây lộ diện một trong những ứng cử viên nặng ký của mùa giải năm nay, Cẩm Tiên. Thi như em mới nên thi. Hay, xin cảm ơn. Thi là phải như vậy, rút ruột rút gan ra thi. Cái bài này em hát, em làm đúng được tinh thần của bài, đúng được tinh thần của Phương Thanh hát bài này. Tiên giống chị Chanh được cái chỗ là vậy nè, khi hát không có bên ngoài, nhiều khi Phương Thanh hát rút vai, khom khom người. Và cũng không để ý là mình đứng trên sân khấu xấu hay đẹp, không quan tâm. Nhưng mà tất cả những cái gì trong lòng ngực của mình, trong gan ruột của mình đem ra tả hết và tả bằng cái bên trong. Cho nên không để ý bên ngoài. Cái điều đó em giống chị. Và hồi nãy lúc mà em hát á, những cái chỗ mà giá từ dĩ vãng, giá từ thì nó là đầu, cái tăng nó phải mạnh. Cho nên em tóm cái giọng chỗ đó phải chắc nhịp một xíu. Em hơi bị nhẹ. Tại vì những cái đó là một cái coi như là mình lấy hết nội lực để mình đẩy cái câu đầu tăng. Đó là cái cảm xúc của mình, giống như là
nó không thể khóc nhưng mà nó thành một cái tiếng khóc nghẹn bên trong, nhưng cái lực ra nó mạnh hơn. Chỗ đó em phải đẩy mạnh hơn xíu nữa. Cảm ơn chị Thanh. Và bây giờ xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Hôm nay em thực sự là một cái phiên bản của chị Phương Thanh, rất là sống động. Cái bài hát Giả Từ Dĩ Vãng nó đã có tuổi đời là 20 năm chị ha? 20 năm hơn. 23 năm. Dạ. Đó, và trong một cái bộ phim cùng tên rất là nổi tiếng luôn. Cái bài hát này thì em cũng có tìm hiểu, thì cái người mà nhạc sĩ muốn chọn một cái người ca sĩ để hát thể hiện cho cái nhạc phim á, phải là một người có cái giọng hát mà nó phải thảm thiết, khổ. Nó phải khổ khổ đó, và phải thể hiện ra cái hoàn cảnh một cái người tha hương như vậy đó. Thì chị Phương Thanh cũng là một người có một cái hoàn tình cảnh giống như vậy. Dạ. Gần như giống như vậy. Chị quê Thanh Hóa phải không? Thanh chị? Hóa cũng đi chiếc tàu tàu hồi xưa gọi là tàu chợ. Lúc đó Phương Thanh có 4 tuổi. Dạ. 4 tuổi cũng gia đình chia làm đôi, mẹ đi trước với anh chị đi trước, rồi Phương Thanh cũng đi sau với bố một người, đi với bố, và hai bố con cũng chia làm đôi y chang như trong cái bộ phim. Cái cảm xúc của cô bé mà chia xa vậy á, thì lúc đó trong cái tâm trí chị có còn một cái dấu ấn nào không? Chị biết là đó mình quá bé và mình được đi cái tàu và một cuộc hành hương và không biết là ngày mai mình tới đâu. Ngày xưa đi tàu chợ là nhảy tàu chứ không có tiền mua vé. Bố cho lên cái cánh cửa tàu trước, và tàu chợ chạy chậm lắm, bố đưa lên và bố sẽ tìm đường lên sau. Chỉ cần 4-5 giờ sáng mà bố không lên chuyến tàu đó thì không biết bây giờ Phương Thanh có là Phương Thanh hay không. Trời ơi, dễ thương quá. Cảm ơn chị Thanh. Thôi thì nhân đây có cơ hội cho em mời chị Thanh lên hát chung với lại bản F1 của mình đi. Dạ, cái bài này đẹp đẹp đó rồi. Bây giờ sẽ là một phiên bản của quá khứ và phiên bản của hiện tại. Yeah. Ngày đêm cô đơn nỗi đau, cõi đời lạc lõng như vô tình. Sao quên đi những tháng năm, êm đêm hạnh phúc trong tầm tay. Tha phương xa trong cô hương, tiếng gọi tao sẽ tan cõi lòng. Gió xa khi mạnh đời, về đâu đêm tối. Mong manh mong khói xưa, vẫn là ngọn gió hay vô tình. Mơ xa xôi trong giấc mơ, bóng người chợt đến ta nào hay. Đôi khi nghe bao xót xa, tiếc thời xuân đã trôi quá mau. Hãy quên đi ngày xưa, chợt bừng tỉnh giữa cơn mơ. Giá từ dĩ vãng, quê lưng còn vương chi kỷ ức tội tình. Giá từ dĩ vãng, mây trôi đã xa rời xa quê nhà. Giá từ quên đi cây đắng, quên đi giọt nước mắt rơi. Giá từ ra từ dòng là chẳng còn chi nữa. Giá từ dĩ vãng, qua đi mùa xuân đau ngắm tình nồng. Giá từ dĩ vãng, xa xôi lỡ gieo sầu vương mắt ai. Giá từ cho ta mong nhớ yêu thương người mãi mãi thôi. Giá từ ra từ gì vẫn xưa quá trong mơ. Hay quá. Hay quá thưa quý vị. Cảm ơn chị Thanh, cảm ơn em. Anh nghĩ là đây là một cái cơ hội mà em sẽ nhớ mãi trong cuộc đời của mình. Rồi nhìn chiếc lá rung rơi theo cõi nguồn, lá rơi rồi khi anh đến dìu em trong cuộc đời, nhớ thêm giờ đây sao trong vắng. Nhớ em buồn vì anh
nhau. Anh đâu nào có biết có những hận ghen nhỏ nhoi. Điếc nuôi làm chi yêu thương và gì và đã rằng anh đôi tiếng chia tay. Ta đừng biết đến để em không buồn đâu. Ta đừng biết đến làm gì trong vắng chiều nay. Chiếc lá rung rơi theo cõi mùa, lá rơi rồi khi anh đến dìu em trong cuộc đời. Nhớ thêm, nhớ thêm. Giờ đây sao trong vắng nhớ em buồn buồn. Vì anh, vì sao tôi bỗng thấy nỗi cô đơn trong lòng anh. Vì anh, những lúc gặp nhau anh đâu nào có biết có những hận ghen nhỏ nhoi. Điếc nói làm chi yêu thương và gì bằng tha rằng anh nói tiếng chia tay. Thưa quý vị, ca khúc Trống Vắng có thể xem là ca khúc rock đầu tiên mang đến thành công trong sự nghiệp của nữ ca sĩ Phương Thanh. Mặc dù sau đó có rất là nhiều ca khúc mà chị Phương Thanh thể hiện theo phong cách rock. Bây giờ thì Nguyễn Khang sẽ mời phần nhận xét của các nghệ sĩ. Không biết sao với bài này thì Phương Thanh lại thấy cũng không giống Phương Thanh lắm. Không biết là Trấn Thành với anh Nam thấy sao? Dạ hoàn toàn đồng ý. Mọi thứ nó ngộ lắm. Mình làm đúng đường tuần, cái mình thấy đã, cái mình hay bị cái tuần sau cái mình hay làm lố hơn tí, cứ lố hơn tí là sai. Cứ ngây thơ, hát thật thà thì nó lại đúng. Trống Vắng là một bài hát, ồ, nghe nó tên, không? Đông đinh, tên tuổi, tập trung, hát cho dữ vô, gãy. Cái này là bạn hát, bạn biết chỗ nào bạn nên gằn, nên xé để cố gắng mình làm cho nó khàn. Nhưng mà cái khàn đó là bạn làm, chứ chị Chanh không có gào cái kiểu đó. Hát mà tôi sợ, bạn hiểu không? Sợ bạn bị hư giọng. Tập trung vào cái tâm hồn nhiều hơn. Đây, tuần trước bạn làm tốt tới mức độ mà tôi wow lắm, nhiều quá. Bây giờ giả sử cái ca khúc đó nghe lời góp ý của chị Chanh với lại anh Thành á,
em hát thử lại theo phong em cách hát lại nhẹ cái đoạn nhàng đầu nè, không trao chuốt, hát nhẹ nhàng thoải mái, tình cảm, thả hồn vô, nhắm mắt lại bình tĩnh. Người nhìn chiếc lá rụng rơi theo cội nguồn, lá rơi em thấy không, bây giờ cái giọng em nó đã bị tổn thương rồi em thấy không. Em hát mấy câu đầu nó bắt đầu nó rung rinh rồi, tại vì em gào quá nó bắt đầu cái dây thanh nó bị tổn thương, hát kiểu nó hư giọng hết, không có làm vậy nữa nha. Dạ. Em hát rock chưa có tới, em có thể là pop một chút xíu thôi được, qua rock hơi khó. Rock là phải biết cách control chứ không thôi là hư giọng hết. Mạnh mẽ nhưng mà phải uyển chuyển, không gồng, vì em gồng á em gân mấy này lên, chị gân chứ lấy hết lực, nhưng mà chị lấy bằng hơi bụng, chị lấy bằng hơi bụng và chị có một cái kỹ thuật riêng làm cho nó rè đi. Còn em hát rè ngay đây nè nó sẽ rất là khó, cái nhạc phối hay quá luôn á, mà tớ có chắc em bị hơi bị rung, chị thấy em bị áp lực. Ngồi nhìn chiếc lá rung, tức là tụi chị hát là cái chữ lá, cái dấu sắc là tranh thủ là mở giọng ra liền. Có thể là em đang sử dụng quá nhiều cái chị Phương Thanh ngày xưa, chị nghĩ là em nên cập nhật chị Chanh mới đi. Dạ. Ok không, nó sẽ đỡ hơn cho em. Ví dụ em hát là ngồi nhìn chiếc lá rung rơi theo cội nguồn, lá rơi không đụng vào cổ, nhưng mà đó là cái âm lượng của chị phá ra để cho nó gần ra nó khác. Thôi sẵn có chị Thanh ở đây á, là để phỏng vấn luôn nè. Cái bài Trống Vắng này là đã 20 năm rồi, và cũng là một cái bài mà chị Chanh cũng rất là tâm đắc, và cũng gọi là đóng dấu chữ ký của chị Chanh nữa. Và chị có nói là cái bài này nó cũng vận vào mình, mình cũng bị trống vắng, và khi nào có một đàn em á mà hát thành công ca khúc này thì chị sẽ chuyển giao để cho chị hết trống vắng. Thì xin phỏng vấn là hiện nay chị đang trống vắng hay không? Nghệ sĩ thì lúc nào cũng có những lúc cực kỳ trống vắng. Yes. Và có những lúc cực kỳ hạnh phúc. Đó là... có những lúc cực kỳ tấp nập. Tập nập và những lúc đi bộ cũng ai dòm. Khi mà Phương Thanh hát bài Trống Vắng này, Phương Thanh cũng có người, nhưng mà tới không có được. Cái duyên có nhưng cái nợ nó không, cho nên cũng coi như là không. Thì hát bài này một thời gian, nó vận hết vào người mình, không ai vào số mình được, mặt không phải là mình không có, bởi vì nói nghệ sĩ mà ế là không phải. Cái ế của nghệ sĩ là vì không thể vào được một người. Nghệ sĩ là người đào hoa, nghệ sĩ là người có nhiều nhân duyên theo đuổi nhất. Nếu nghệ sĩ là người công chúng mà không có bộ đào hồng hỷ thì không bao giờ nổi tiếng được. Hay quá. Thật sự, một cái người mà không đào hoa, không ai thích thì làm sao mà đứng trước đám đông được? Cái đó về mình phải thu hút, mình được. Phải thu hút người ta. Yeah. Thì đó. Mà em hỏi nè, chị cũng có bài Tình Cờ, mà tại sao nó lại không vận vào cuộc đời của chị mà lại những cái bài như là Một Thời Đã Sai lại Trống Vắng nó lại vận vô cái số của mình? Nếu tôi tính được hết thì tôi là Nguyên Khang rồi. Trời ơi, xuất sắc. Với lại cái câu hỏi nó cũng nằm, cái câu trả lời nằm trong câu hỏi rồi đó. Bài kia tình cờ dính thôi. Đúng, chính xác. Đúng không? Trống Vắng. Cái dòng thì... tình cờ là hên xui may rủi, dính không dính thì thôi à. Đó. Bây giờ là Trống Vắng rồi, thành công rồi. Năm nay có định đổi ca khúc mới để thay đổi cuộc năm đời? Năm nay đổi rồi. Thật sự ra thì ngày xưa Phương Thanh hát Trống Vắng mặt buồn lắm. Yeah. Nó thảm thiết lắm. Nào nhanh nhó. Và bây giờ hát Trống Vắng mặt tươi rói rồi, không biết tại sao. Dạ, cái đó là câu trả lời chăng? Giờ bình yên. Giờ đó, người ta bình yên. Và đã nói rồi, nghệ sĩ là không thiếu người yêu. Yeah. Không bao giờ thiếu người yêu. Nhưng để có một người cho chính mình như Trấn Thành gặp được Harry Won nó lại là chuyện khác. Phương Thanh chưa gặp được người của mình thôi, nhưng mà kế bên cũng rất là nhiều trai theo. Đây có được xem như là lời mời gọi rất là hấp dẫn ở trên không, sóng truyền hình nghệ hay không? Sĩ cũng trời ơi đi. Mời gọi gì ta bật đèn xanh từ hồi nãy vậy? Trời ơi, đèn led ta bật hết rồi, đèn thả thính gì nữa. À, có một điều nữa là nếu mà Phương Thanh yêu người trong giới á thì Phương Thanh sẽ PR cho nó vui, giải trí mà. Giải trí mà đi xuông không có vui. Nhưng nếu Phương Thanh lấy người ngoài giới thì chắc chắn là cũng sẽ bảo vệ bình bí yên mật, cho người bình ta. Yên cho người ta. Vì thật đúng chính xác, Trấn Thành nói đúng á. Người cùng giải trí, cùng vui. Người ta hiểu. Hiểu, cùng quậy. Thôi nha, vậy không lén yêu anh Đức nha. Là anh Đức nữa. Cái đó ồn lắm á. Ồn lắm luôn á. Bữa giờ thấy anh Đức ồn ào dễ sợ. Ồn dễ sợ ồn. Quá ồn. Còn ai khác không? Phương Thanh có menu riêng. Như vậy là ngày hôm nay thì mặc dù ca khúc này em thể hiện rất là tự tin, nhưng mà anh hy không, vọng là với chị là chị hơi khó thôi, tại vì không Chanh không khó, anh cũng không thấy giống thật sự, tại vì anh nói rồi là cái giữa cái liều lượng và cái dư thừa nó cách nhau có một sợi chỉ à, nên em phải rất là kiểm soát. Em cảm ơn. Cảm ơn em. Rồi một lần nữa xin cảm ơn Cẩm Tiên nha.
đêm mong mỏi đợi chờ để chiều chuộng nâng niu và sợ nhiều tan vỡ. Ôi cứ là tình nhân để tháng ngày hoa mộng, để hẹn hò yêu đương và khắc khoải chờ mong. Hãy tìm em, tìm em, rồi nhìn em, nhìn em và nắm tay, nắm tay cho hồn em đắm say. Chỉ cần anh nhìn em là tim em xa rời. Chỉ cần anh nắm tay là hồn em đắm say. Em không thích làm vợ, cũng không thích anh làm chồng. Chỉ muốn yêu, muốn nhớ, tìm nhau ở trong mơ. Đừng là vợ là chồng rồi nhìn nhau trong nhang. Hãy cứ là tình nhân để tình ta mênh mang. Khó lắm á. Khó. Hơi gì khó? Khó, thực sự khó. Làm được vậy là quá giỏi. Yêu quá, dễ thương thế. Bây giờ thì xin mời phần nhận xét của nghệ sĩ Trấn Thành. Thật sự ra mà nói bạn là người tiếp thu đấy. Nói những gì là bạn nắm bắt được ngay. Cái vòng này bạn cải thiện về phát âm rất là nhanh. Dù gì đi nữa vẫn có vài chữ sai, sai nhiều lắm. Nắm tay. Vậy phải là nấm, nấm là nấm móc tay mình. Nắm là á mà âm. Nắm tay. Đúng rồi, nha, để ý hơn nữa. Đó là một. Cái thứ hai là bạn có những cái nhấn nhá rất là đặc trưng, rất tốt. Tôi nói thật, một người nam như bạn hát giả mấy thanh, nốt cao giả thanh lên xuống, lên xuống, lên xuống, khó khủng khiếp vậy mà bạn cũng làm được. Đó là một cái biệt tài của bạn, thật sự. Và cái điều bạn làm được vừa rồi là bạn làm cho tôi tin bạn đáng yêu, giống như cô Ý Lan. Cái đó khó, phải từ bên trong người ta mới tin. Và tôi thấy bạn đáng yêu, không thấy nó bị phản cảm. Cái nữa là vài cái phát âm mà nó cực kỳ đặc trưng, đó là dấu hỏi của chị Lan. Cái câu đầu hãy cứ là tình nhân để, dấu hỏi là đẩy đầy hơi ra,
Đó, thì bạn để ý những cái dấu hỏi, nó là những cái điểm nhấn của chị. Dấu sắc nè, dấu hỏi nè, dấu nặng nè, những nốt thấp, những nốt cực cao và những nốt luyến. Là bạn làm cái chữ đó là rất là hay luôn. Với tôi là quá tốt, tôi ngạc nhiên cực kỳ vì một người con trai mà có thể hát được như thế là thật sự là quá giỏi. Con trai giả thanh, con gái khó chứ. Anh cũng cho em thêm một cái chiêu này để những vòng sau em xài nếu em có vào được. Cái đáng quan tâm nhất đó là sự nhõng nhẽo. Dạ đúng rồi. Em phải biết được một người phụ nữ mà ngoài 60 mà nhõng nhẽo mà để người ta tin mà không phản cảm thì chỉ có Ý Lan. Chị Ý Lan là lâu lâu. Em không thích làm vợ. Chị... Nhỏ bé. Em hiểu không? Là cái động tác là mình tỏ ra mình đáng yêu lắm mà đang nũng nịu người ta nữa. Em hiểu không? Phải nghĩ ra được cái cảm xúc đó đi diễn thì nó mới ra Ý Lan. Cái đó khó lắm. Anh giỡn, anh nhõng nhẽo chút xíu với chị Chanh mà cũng đâu có được. Thôi tôi giận cô Chanh rồi. Nên là mà em bớt nhõng nhẽo là nhìn sợ lắm anh. Ý Lan sẽ không có râu, em hiểu không? Râu mà nhõng nhẽo sợ em nha. Râu mà nhõng nhẽo sợ em nha. Anh khẳng định sợ. Anh được nói chưa Thành? Được rồi, anh nói đi. Dạ, mời anh. Trong cái bài này á, phiên bản sân khấu thì cô Ý Lan có mặc một cái đầm dạ hội màu đỏ rất là đẹp. Bây giờ là do chưa là đến cái vòng hóa thân, cho nên không thể nào hóa thân cho trung tính thành nữ được. Cho nên là chương trình đã quyết định là chọn một cái trang phục màu đỏ cho em để cũng hóa thân trong một cái không gian hoa hồng. Và thêm là có gắn một cái hoa Chanel đó lên trên áo của em để như một cái điểm nhấn. Trấn Thành phát âm cái chữ Chanel này đúng kiểu của cô Ý Lan hơn. Thì đề nghị phát âm lại. Đề nghị Trấn Thành phát âm lại đúng kiểu cô. Anh nói thiệt, nếu mà những vòng sau mà anh thử thách em hát được một bài tiếng Pháp của cô Ý Lan thì anh lạy em ba lạy thật ấy. Chị là sống ở Mỹ, chị nói được tiếng Anh. Nhưng chị cái cốt của chị cô không biết ở đâu, đúng là kiểu cốt cung đình đó em ạ. Nên toàn là thích nói gì nó phải sang trọng, phải party cơ. Nên là chị đã phải nói mọi người là cái giỏ này là giỏ Chanel. Chà cái nail đi thì không có gì đẹp cả. Phải gọi nó là Chanel. 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 Uống cái lưỡi lên như vậy luôn đó. Gọi là Chanel. Rồi cái giày cao gót mà cao nhất của hành tinh này, người ta cứ gọi nó là Louboutin kiểu gì nghe không sang trọng, phải gọi là Christian Louboutin. Christian Louboutin. Đấy, đây là phải đúng tiếng Pháp thì chị Lan mới chịu cơ. Đấy, thì là anh cũng hy vọng là em luyện cái bài dễ nhất và dễ, nó có nhiều chữ ký cho em diễn nhất là bài Lovey on Goals. Nói cho vui thôi nha, không làm được thì thôi chứ đừng lấy bài đó ra thi dở cái rớt nha. Dạ, em rất là thích thử thách. Em cảm ơn anh ạ. Ngày mình yêu nhau hai bàn tay trắng cơ hàn, tình đẹp làm sao vui buồn cay đắng có nhau. Mười năm trôi qua một sương hai nắng chung lòng, tổ ấm đơn sơ nhưng tình yêu thiết tha. Rồi thời gian trôi êm đềm như nước xuôi dòng, người thầm mộng mơ xây tình nhung gấm xa hoa. Rồi người phụ tôi ra đi không nói một lời, để lại con thơ quên đi nghĩa tình phù thế. Rồi quá. Đêm qua đêm ôm con dài khờ, đôi dòng lệ thắm sâu rơi. Thầm trách người đi ham chi cuộc sống kiếm tiền, hạnh phúc đơn sơ. Bạn có cảm xúc luôn. Tôi nghe tìm sao chẳng thấy, chỉ thấy xót xa khi con khờ hỏi mẹ đâu cha.
đi em, quay về bên mái gia đình. Hay quá em ơi. Rộng vòng tay ân tình anh đón chờ em. Nụ cười con thơ thân thương mái ấm gia đình. Bạc tiền xa hoa không mua nỗi hạnh phúc đâu. Hát hay quá. Đêm qua đêm ôm con dài khờ, đôi dòng lệ thắm sâu rơi. Thầm trách người đi ham chi cuộc sống kiếm tiền, hạnh phúc đơn sơ tôi tìm sao chẳng thấy. Chỉ thấy xót xa khi con khờ hỏi mẹ đâu cha. Tình mộng đi em, quay về bên mái gia đình. Mở rộng vòng tay ân tình anh đón chờ em. Nụ cười con thơ thân thương mái ấm gia đình. Bạc tiền xa hoa không mua nỗi hạnh phúc đâu. Nụ cười con thơ thân thương mái ấm gia đình. Bạc tiền xa hoa không mua nỗi hạnh phúc. Xin chúc mừng anh Ngọc Tuấn với phần thể hiện thành anh Mạnh Quỳnh. Xin mời anh Hoài Nhật Nam chia sẻ. Phần trình diễn vừa rồi của em, anh đánh giá là thành công. Anh nghĩ là cái giọng hát của em á, là cái mà có thể gây được cái thiện cảm với khán giả. Trước nhất, em đang hóa thân thành ca sĩ thần tượng Mạnh Quỳnh. Hóa rất giống, và trong đó thì nó có cả cái phần hồn, cái phần tình trong đó. Và thấy được những cái cử chỉ, những cái hóa thân của em không phải là giả để cho giống nữa, mà giống như em đang nhập hồn vào trong cái bài hát này, và mình cũng là một cái người trong cái câu chuyện đó, và em đang đi kể, cho nên thấy nó rất là thật. Và nhờ em cũng có một cái gương mặt á, thật thà chất phác, cho nên là thể hiện những cái bài của anh Mạnh Quỳnh về cái cuộc sống đơn sơ, những cái cuộc sống của người nghèo, thì nó lại càng ra hơn, nó lại càng cộng hưởng hơn. Và cũng khá là thú vị khi em có những cái phần diễn như một cái sự thẳng thốt, đúng không, đi qua đi lại, và giống như mình đang mong chờ, hoặc là ai đó đã đi xa vắng rồi chẳng hạn, hoặc là mình đã trở về một cái nơi mà không còn gặp một cái người nào đó nữa đó, thì những cái đoạn diễn nó rất là bất ngờ và cũng dễ thương, cũng hồn nhiên mà cũng ra nữa. Anh nghĩ rằng là đây là một phần trình diễn rất là thành công. Vâng. Chúc mừng em, mang lại cảm xúc rất nhiều. Thật ra bài này bạn hát không hay, thiệt bạn hát tuyệt vời. Trời, làm hết hồn. Cảm ơn anh ạ. Hoàn hảo như một ca sĩ chuyên nghiệp. Nếu bạn giữ cái phong độ và cái nội tâm và cái sự nghiêm túc ổn định như thế này thì nhiều đối thủ phải mệt với bạn. Vâng, em cảm ơn rất nhiều. Vâng. Mà quan trọng như nè, các bạn thí sinh nên nhìn vào bạn này. Các bạn để ý là chúng ta chỉ làm cái bên ngoài của cái người nghệ sĩ đó, và đôi khi là cái voice của họ, cái giọng của họ. Bạn này vừa làm được cái voice, mà bạn này vừa làm được cái nội, cái thể gì, cái bên trong, và cái cách xử lý chữ của cái người nghệ sĩ đó luôn. Có nghĩa là bạn nhắm mắt lại, bạn tưởng tượng bạn ấy là Mạnh Quỳnh luôn thì mới hát ra được cái kiểu như thế này. Thành thử ra tôi nghĩ là khi các bạn hóa thân á, các bạn phải tập cái cảm giác này nè. Khi mình hát, mình nhắm mắt lại, mình tưởng tượng mình phải là cái người đó luôn, thì cái phần thi mình nó mới đạt được cái độ đỉnh cao được. Chứ chúng ta đừng có mang tâm lý là ra trình diễn. Hôm nay bạn đã bứt phá được, bạn đạt được qua cái cảnh giới đó. Chúc mừng bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
lăng tăng uống trôi theo ánh trăng ngon. Cậu trẻ chiều quê cùng ấm ngắm hoàng hôn, buồn hắc buồn hiu mênh mông ngó đất trời. Em về miền Tây tìm âm đã lỡ chuyện đò, câu nói yêu thương giờ anh quên hết sao anh. Đò đưa lòng em giờ xa bến tình Trúc Ly với ca khúc Em Về Miền Tây. Với tiết mục này, những câu đầu tiên em vô lại rất giống Phi Nhung. Trấn Thành có thấy vậy không? Rất giống Phi Nhung. Cái âm lượng nó không đều thì lại giống. Thì cái câu đầu tiên em hát á, rất giống Phi Nhung, nhưng mà tới lúc em bỏ nhỏ, em hát kỹ lại thì lại mất dần một chút xíu. Cho nên với cái sự hóa thân tiếp theo như thế này, em đừng có hát kỹ quá, đừng hát kỹ quá, mà cứ hát
giống như những câu đầu em hát để cực giống Phi Nhung luôn. Khi mà em hát kỹ là em sẽ bị mất cái chất của chị Phi Nhung. Dạ em xin cảm ơn. Bây giờ em phải về em quên đi cái cách hát này. Tại vì em thi cái cuộc thi này nó đòi hỏi em phải giống thần tượng em nhất. Tại vì đối thủ của em ai cũng giỏi hết, ai cũng mạnh hết. Và họ đang tiến bộ dần. Nếu em không tiến bộ dần thì những vòng sau em sẽ bị thua họ. Vì vậy cho nên anh nghĩ là muốn đi xa phải nghiêm túc, phải để ý kỹ hơn. Hát nó phải đời hơn, âm lượng nó phải khô hơn. À, cái cách phát âm ra giọng á, cái giọng mình phải khô hơn, đanh thép hơn thì mới ra Phi Nhung. Tại vì nếu em hiểu với chị Nhung, em sẽ biết Phi Nhung là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ mà vươn ra. Vươn ra. Tôi phải chiến thắng được cuộc đời, tôi phải chiến thắng được bản thân. Đó là Phi Nhung. Thì khi yêu ai phải hiểu người đó trải qua những gì để họ có được cái xúc cảm ngày hôm nay, để họ hát cho mình hay tới mức độ mình phải giống họ, phải hiểu được điều đó nha em nhé. Thì anh hy vọng là em sẽ cố gắng hát cho thật tốt, để những vòng sau anh muốn được coi nhiều hơn nữa. Trình diễn mà, đúng không? Nó còn có cái phần diễn nữa, cho anh coi luôn phần đó chứ đứng giống như ai ép mình hát thì. Và quan trọng là còn câu cuối của tôi là: em nhớ anh đêm ngày, em sẽ về miền Tây. Buồn quá, quên luôn, cất câu của người ta luôn nha. Lần sau tốt hơn nha. Dạ, xin cảm ơn. Anh Thành là anh rất là hâm mộ chị Phi Nhung, cho nên em hát cái đoạn nào là anh nhớ trong đầu thuộc lầu lầu, cho nên là không có thể nào mà để tránh trường hợp là không bị bắt, cho nên là phải cố gắng nha. Có một cái câu thơ để nhận xét về giọng hát của Phi Nhung như thế này là: Phi Nhung tiếng hát gợi tình, giọng ca ôm trọn bóng hình quê hương. Đó là một cái giọng ca và chọn cái dòng nhạc trữ tình quê hương để thể hiện. Và trong đó nó có rất nhiều những cái nỗi nhớ Nhung. Và anh nghĩ rằng là trong bài hát ngày hôm nay á, em đã đặt để cái tình cảm của mình vào trong bài hát này. Thì nó cũng là một cái cách làm cho những cái câu từ của bài hát và những cái giai điệu bài hát nghe nó đến với trái tim nhiều hơn. Riêng anh cảm nhận là nó rất là tình cảm và dễ thương. Bản thân anh thì anh rất hy vọng em sẽ được có một tấm vé để mà đi tiếp. Em chúc mừng em. Xin cảm ơn anh. Một lần nữa xin cảm ơn Trúc Liên. Trời ơi, nó mùi ơi là mùi. Mà nó, chúng tôi nghĩ đây đúng là Phi Nhung Mạnh Quỳnh luôn á, chứ không còn ai nữa. Mà nhất là anh Mạnh Quỳnh, anh diễn mùi dễ sợ luôn. Nào là khều khều cổ xích lại một chút, rồi quàng tay qua mấy cái vút này là tóc mình... nữa đồ. Trời ơi, vút tóc nữa. Cái này mình tập nhiều không? Cái này bọn em chưa tập ạ. Thì chưa tập luôn hả? Chỉ lên sân khấu là hai anh em thống nhất là lên sân khấu thì mình cứ nghĩ thế nào mình làm như vậy thôi ạ. À, nghĩ thế nào làm như vậy luôn. Vâng ạ. Còn em? Em nghĩ là bản chất của ảnh luôn á. Hả? Bản chất của ảnh. Em với ảnh tập đúng có một lần thôi. À hả? Thì lúc nhưng mà lúc mà tập là em có gục đầu vào vai ảnh giống vậy không? Cái lần đầu tiên thì có. Uh-huh. Nhưng mà mấy lần sau đó em cũng sơ sơ thôi. Khoan nha, tôi thấy tại sao người ta nói anh gãi gãi cái gì. Người ta nói đúng tim đen anh phải không? Anh để ý gì người ta phải không? Hai tụi em là ở hai vùng miền khác nhau. Chỉ có gặp nhau trong cái cuộc thi này đấy, đúng không? Đúng rồi. Bây giờ hai đứa mới gặp nhau ạ. Cả hai có người yêu chưa? Em thì có rồi, nhưng mà ảnh thì có vợ rồi, có hai con luôn rồi. Trời ơi. Trời đất ơi. Bị bán đứng rồi em ơi. Bày đặt gán ghép bậy bạ đồng hồ vợ ông cào mặt tôi nữa. Tại vì hai bạn chân thật á, nên hai bạn diễn nó đàng hoàng, nó tử tế, nó nhìn nó rất là trong sáng, nó thiệt. Nãy mình ghẹo chơi cho vui thôi, nhưng mà tại hai bạn làm nó rất là dễ chịu. Và nó có một cái gì đó rất là thật thà với nhau. Khi mình hát mình tin cái mình hát á, để mình nhìn vào ánh mắt của người kia mình cũng thấy nó thiệt hơn tí, đúng không? Để mình diễn cũng được. Mà trời lại thương cho hai cái người bạn diễn cùng mình nó lại hát hay nữa. Mà nó lại giống Phi Nhung nữa mới ghê chứ. Giống như kiểu là không, cá gặp nước các bạn hiểu không? Lâu lâu tự nhiên ngày xưa đúng không bạn hát karaoke có một mình. Đúng rồi. Đó, cái kêu cái thí dụ cái bà hàng xóm qua hát dở ẹt. Đúng rồi. Nhiều khi còn phô lợ tông, dí nhạc, mình hát cực muốn chết, giận. Bữa nay đi thi gặp ngay trời Phi Nhung chịu có nổi đâu. Có vẻ nói thật với ban giám khảo là em cũng mong ước từ ngày xưa đấy. Em bảo là bây giờ mà giá như mà có được cái bạn gái nào mà hát được giống Phi Nhung thì hai người đấy hát thì nó hay quá. Anh nghĩ là em là gì là thích Phi Nhung rồi đấy. Ừ. Nhưng mà nói chung là khán giả rất thích. Đấy. Thì đấy, ừ vậy đó.
Nhung ơi, Nhung. Dạ. Bài này Nhung lên tay nè. Vô rồi đó, vô. Vô rồi, vô rồi. Nhưng mà bây giờ nói nè, về dạch lá tìm sâu nè, dạch xấu tìm la nè. Phi Nhung phải hát to hơn một tí và hát phủi đời hơn một tí. Em lên là cái câu... câu cao nhất á, mấy nốt cao nhất á. Mà hát to và hát không nắng nót, hát phủi đời, hát thẳng băng cho anh thử coi. Thử coi, 2, 3. Khi đã yêu nhau nào mơ ước nhiều. Đúng rồi. Dù anh có nghèo yêu vẫn còn yêu. Đó, dạ, vô rồi đó, vô rồi đó. Hiểu chưa? Phi Nhung là hát là không nắng nót. Tại vì bản chất cái giọng chỉ đẹp, đủ đẹp, đủ dày và mạnh. Hát là hơi rất là mạnh, hát không có nắng nót nhiều. Thì mới ra Phi Nhung hát phải chân thật nha. Dạ. Vô rồi đó. Cảm ơn ạ. Anh Mạnh Quỳnh cũng vậy, đẩy hơi mạnh ra. Và cái chữ Mạnh Quỳnh hát nhấn nhá hơn. Anh hát anh mượt quá, anh không có nhấn nhá, anh hiểu em nói không? Anh phải đẩy vậy. Khi mới vậy là e, thì cái miệng mình ngang hơn, mở ngang hơn, để cho cái âm thanh nó bẹt hơn thì nó sẽ hay hơn. Thử lại hát mạnh nè, 2, 3. Em ơi, em ơi. Nhấn vô. Tiền đâu đám cưới bây giờ. Mạnh hơn nữa. Mà em nhắc đến thêm buồn. Đó, nó là như vậy nha. Hát dứt khoát hơn và không có lê thê, không có dài là ra. Chúc mừng hai bạn, rất hay. Mời chị Thanh. Mình cứ nói, tính nói gì cái Trấn Thành nói hết rồi tới mình cái mình biết nói gì. Mình cũng ngồi kế bên. Tôi ghi chép tôi ngang. Mình kế bên mình phụ họa cũng được đúng không? Thật sự ra thì khi mà Mạnh Quỳnh và Phi Nhung hát ở ngoài sân khấu, nhất là ở sân khấu và Thâu Băng là khác nhau. Cho nên khi các bạn ra sân khấu mà trong chương trình mà thi thố như vậy nè, thì cái volume mình hát nó phải to, nhỏ. Các bạn đã đang bị đều quá. Tức là các chữ nó đều như Thâu Băng. Nhưng mà sân khấu là các ca sĩ sẽ hát mạnh hơn một chút. Vừa phải, mạnh hơn một chút. Vừa phải, tức là cái volume nó phải hơi chênh lệch nhau một xíu thì mới ra được Mạnh Quỳnh với Phi Nhung. Đó là cái điều các bạn phải thay đổi thêm một xíu nữa. Cảm ơn các bạn. Dạ, em cảm ơn ạ. Xin mời anh Nam. Anh thích là hai em trong cái phần ca và cả phần diễn nữa. Nói phần diễn trước đi. Vì phần diễn hai em dù là nghiệp dư nhưng mà rất là dễ thương, nhẹ nhàng và tình cảm. Những cái bẽn lẽn của cô gái, rồi chàng trai cũng có phút ngập ngừng nữa. Cái đoạn thoại của hai em á, Ngọc Tuấn có gặp và vất vả hơn khi mình là cái chất giọng Bắc đó, mà mình giả giọng Nam, có lòi ra một chút giọng Bắc trong đó. Nhưng mà nghe vẫn rất là dễ thương, nghe vẫn rất là dễ thương, và nó có cái tình ở trong đó rất là nhiều. Hai em thoại và giao đãi với nhau, thuyết phục khán giả rằng hai em đúng là một cái đôi tình nhân trên sân khấu. Còn nói về cái chuyện tình trong âm nhạc thì anh Mạnh Quỳnh có phát biểu trên truyền thông rằng là hai người rất là thân với nhau. Thương và nhau, thân nhau. Thân nhau lắm, nhưng mà thân đến nỗi là không thể nào yêu được. Nếu gọi là cảm mến thì có, nhưng mà nói là tình yêu thì chắc chắn là không. Nó giống như một cái tình bạn, một cái sự tri âm, tri kỷ trên sân khấu vậy. Cho nên đó cũng là một cái niềm may mắn khi mà họ tìm thấy nhau, và cũng như hai em tìm thấy nhau trong một cái cuộc thi này và đã gặp gỡ, thì đó cũng là một cái duyên. Thì anh rất là vui vì là cái duyên đó nó đã thăng hoa trên sân khấu tối ngày hôm nay. Chúc mừng hai em. Xin cảm ơn ạ. Cảm ơn ạ. Cái sự song ca ăn ý của các bạn á đã làm mang đến cái cảm xúc cho mọi người, nhưng mà tình yêu thì nó lại là một cái cung bậc cảm xúc khác nữa, đúng không ạ? Xin cảm ơn hai bạn. Trời ơi, tôi ngồi dưới mà tôi không biết nói sao luôn. Phúc, cái đoạn mà nhảy này là trong cái bản gốc có nhảy không? Dạ không có nhảy, nhưng mà em xem anh Phúc á. Em xem anh Phúc mấy cái clip mà đặc trưng của anh Phúc để ban giám khảo chấm điểm em thì em nhảy thôi chứ em. Tức là ông hát bài khác đúng không? Dạ đúng. Ông hát bài khác xong cái mình vận vô bài này luôn. Dạ đúng. Trời ơi. Ông như con Pikachu vậy, ông dễ thương khủng khiếp. Còn Moonwalk nữa. Đã bao xem đến về rồi coi. Trời ơi, cái đoạn đó có chấn động địa cầu. Trời ơi, ở đâu ra ông vậy? Hả?
Tại sao lái xe trong những năm qua? Lái xe cái gì đâu mà duyên dáng nha. Bạn có một cái loại năng lượng, đó là loại năng lượng liều màng trên sân khấu. Tôi tưởng tượng bạn hát cúp điện, khán giả bỏ về hết, hay là quả quạng mọi người chạy hết, bạn vẫn đứng hát, đúng không? Đúng luôn. Khi bạn hát là thế giới như ngưng lại, không ai làm gì được nữa hết, có một mình bạn với bài hát thôi. Xuất sắc, bạn làm cái gì cũng hay. Bạn là một trong những ca sĩ hiếm hoi mà có thể biến bất cứ bài hát buồn nào thành bài hát vui. Hát kiểu gì cũng vui. Ủa Thành ơi, cái đó là lời khen đúng không? Khen. Lời khen đúng không? Hát kiểu gì cũng vui. Khen lạ quá. Không, nhưng mà cho phỏng vấn câu là Vĩnh Phúc mới biết nhảy đây hay là như nào? Em biết đó lâu nhưng mà em tập cách đây mùa dịch được nghỉ thì em ở nhà em tập. Thì làm gì? Là ở nhà là lướt dịch bằng cách tập múa đúng không? Dạ. Xuất sắc nói. Nhưng mà mình tập mình có soi gương không hay là mình tự mình tập vậy thôi? Dạ, mình có coi mới đầu chưa có bài bét. Bài bét, bài bét, bài bét. Bài bét là bài gì? Dạ bài của anh. Bài người ta là bài beat, ông là bài bét. Dạ bài beat thì em không có soi gương nhưng mà sau khi có bài beat thì em tập lặng cho khớp với nhạc. Lúc mà mình nhìn mình trong gương mình có mắc cười không hay là mình kệ nó? Dạ em thấy cũng mắc cười nhưng mà thôi, em có bao nhiêu em làm bao nhiêu. Bạn ơi, ai có khuyên gì mặc kệ nha, bạn đang là ngôi sao trong lòng tôi. Yeah. Ai khuyên gì mặc kệ, bạn đang làm đúng mọi điều bạn đang diễn ra trên sân khấu là đang đúng, giữ y phong cách đó, ngẩng cao đầu, xoải dài chân, bước vào vòng chung kết. Không, dễ thương lắm. Yeah. Vĩnh Phúc có một cái gọi là năng lượng hài hước á. Cái điều này rất là khó. Tập trước là anh đã mê em cái vụ video rồi. Em về em xem kỹ video của anh Phúc. Video luôn. Hôm nay lại có bạn bét nữa. Anh với em quá duyên luôn. Vĩnh Phúc chịu tìm tòi lắm và chịu tập. Nói chung là em đã nhẹ nhàng, thanh thoát trên sân khấu rất rất nhiều luôn. Những động tác của em rất lôi cuốn. Nó buồn cười vậy nè anh Nam. Ừ. Là hiếm có thí sinh nào mà hát câu nào mình cũng muốn la. Nó vừa giống mà nó vừa đáng yêu mà nó vừa chỉnh chu luôn á. Hay thiệt. Cho nên hãy phát huy điều này nha. Vâng, chúc mừng em. Nãy giờ là toàn lời khen rồi, giờ em chị Thanh muốn bổ sung gì không chị? Trời ơi, Hoàng Phúc đâu cho nói gì đâu, tính đi vô luôn rồi kìa. Em tưởng đâu phỏng vấn em xong rồi. Trời yên tâm là đi vô vậy hết trời. Yên tâm đi vô cánh gà rồi, yên tâm vô chung kết luôn. Đúng không? Bình tĩnh nha. Bình tĩnh nha. Một mình Phương Thanh chống lại là rớt đó. Bây giờ o bế đi, nói một cái gì đó giám khảo dịu lòng lợi. Thanh yêu em anh. Hát bài của chị Thanh mà theo thiết ứng Hoàng Phúc được không? Đúng rồi. Và anh biết em sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim em có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng ai. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách em đâu. Khi ta đến bên nhau, tình yêu dối lừa. Chết chưa? Đây mới là cao thủ về hát nhái. Bà có thuộc cánh hồng phai không? Hát cánh hồng phai vào Vương Hoàng Phúc. Thử coi, trời ơi. Chết tôi. Nàn như một đóa hồng phai, hương sắc heo hon theo những ngày dài. Cùng tình đi qua trong em, mặn bao tiếc nỗi trái tim vỡ tan. Ngừng quá giống. Rồi giống giả mang. Đây đây là mới là xuất sắc. Giống em hát này. Bất cứ bài nào cũng là phong thái và chất của Hương Phúc. Bạn nắm được cái bí quyết hát của Phúc rồi nên bài nào bạn cũng sẽ tưởng tượng mình là Phúc và sẽ đúng xử rồi. Lý như thế nào. Đó mới là tiêu chí cao nhất của ca sĩ thần tượng. Hay quá. Thôi về đi. Ừ. Dạ, cảm ơn nhiều. Khi người đi rất xa, tôi thông tin trái tim em như giá lạnh.
tình yêu tôi trao bằng muôn lời ca. Mà em như chẳng nghe nên tình tôi cứ mang theo trong thầm kia. Biết bao nhiêu nỗi niềm chưa được trao đến em. Thầm đắm tôi đã khắc tên em mất rồi. Thế nên tôi xin đành man từ đây. Tình muôn kiếp không bao giờ em hiểu cho, thầy thoái đành thế. Bao năm qua tôi đã sống trong nỗi cô đơn. Người ơi, nàng là người đã đến cho tôi biết yêu thương. Đành sao người ơi, đành sao người bỏ quên. Nơi đây có một người thầm yêu, thầm nhớ một người. Tôi cầu mong ngày mai bình minh từ đây rồi sẽ có em. Khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao. Không ai hay tôi đã mất đi, vì sao thôi con tim tôi đành mất. Vì sao ở trên trời cao không ai nghe, ai thấy ở trong lòng tôi thêm ngôi sao băng lạnh giá. Vì bao nhiêu nỗi niềm chưa được trao đến em. Thâm tâm tôi đã khắc tên em mất rồi. Ôi, đảo à. Thế nên tôi xin lành man từ đây. Tình muôn kiếp không bao giờ em hiểu cho, thế thôi đành thế. Bao năm qua tôi đã sống trong nỗi cô đơn. Người ơi, nàng là người đã đến cho tôi biết yêu thương. Đành sao người ơi, đành sao người bỏ quên. Nơi đây có một người thầm yêu, thầm nhớ một người. Tôi cầu mong ngày mai bình minh từ đây rồi sẽ có em. Vì sao ở trên trời cao không ai hay tôi đã mất đi. Vì sao thôi con tim tôi đành mất. Khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao. Không ai nghe, ai thấy ở trong lòng tôi thêm ngôi sao băng lạnh giá. Khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao. Không ai hay tôi đã mất đi. Vì sao thôi con tim tôi đành mất. Khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao. Không ai nghe, ai thấy ở trong lòng tôi thêm ngôi sao băng lạnh giá. Vì sao đã mang tên em. Thưa quý vị, em trai Ưng Hoàng Phúc, Ưng Vĩnh Phúc, trời ơi, một ngôi sao sáng trên sân khấu tối ngày hôm nay. Cảm ơn Phúc. Mình sẽ lắng nghe phần chia sẻ của ban giám khảo cho tiết mục vừa rồi nha. Nãy giờ nghệ sĩ Trấn Thành phấn khích vô cùng với phần biểu diễn của bạn. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành nhận xét trước. Cái điều hay ho ở đây là khi mà anh diễn xong anh vẫn đang rất là run. Anh thở hổn hển và anh lo, anh hồi hộp. Cái điều đó nó vẫn đang nằm trên gương mặt của anh. Mà khi anh diễn không phiêu một tí nào điều đó luôn. Anh diễn cho sướng, cho đã cái nư anh. Chứ không phải là anh đi thi anh chứng minh gì ai hết trơn rồi.
Và đó mới là nghệ sĩ. Bài thi của anh thú vị vô cùng. Ngồi coi là sẽ có thêm cái mới, có thêm cái mới, rồi có thêm cái mới từ bài phối tới cách mà hôm nay anh tập luôn vũ đạo, anh đi xuyến chân. Mình cải lương đi đi gối chưa lợi anh, nói thiệt á. Anh lợi hại quá. Không biết là sau này anh có theo được cái nghề trên sân khấu hay không, nhưng anh là một người có trái tim nghệ sĩ, anh rất là cảm xúc và anh làm mọi người phấn khích, anh truyền được năng lượng, một người truyền cảm hứng. Cảm ơn anh Thành. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Xin mời chị Thành. Phúc được một cái điều rất là tự nhiên trên sân khấu. Cái sự tự nhiên mới kết nối được với mọi người. Mỗi một tập Phúc đã thay đổi mình rất là nhiều. Những cái động tác của Uông Hằng Phúc hầu như hôm nay đã được đưa vào bài hát này rất nhiều. Và em lấy từ những cái trước đây của anh Phúc lẫn cho tới ngày hôm nay anh Phúc có những cái gì mới là em cập nhật hết. Phúc đã có một tiết mục cực kỳ đáng yêu, giải trí và làm hài lòng mọi người. Chúc mừng Phúc. Em cảm ơn chị Thành. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Em đã lột xác rất rất là nhiều luôn. Cái việc ngày hôm nay chúng ta thấy Vĩnh Phúc á, mà có những cái vũ đạo rất là hấp dẫn và lôi cuốn như vậy á, thì anh muốn là Vĩnh Phúc sẽ chia sẻ với mọi người tập ra sao ở nhà. Dạ, em coi mấy cái clip của anh Phúc từ trước đến giờ mà anh Phúc nhảy múa trên YouTube. Em coi cái em đúc kết lại á, anh Nam. Em múa em cảm thấy cái nào mà không được, cái có hai đứa em của em ở nhà chỉ em thêm, nói vậy là không được đẹp. Cái vòng chung kết này em bỏ gần cả tuần, em không chạy xe, em ở nhà em tập. Trời ơi. Wow. Thấy cưng ghê. Mất xã hội, bưởi lại chở. Dạ, em nói với mẹ, em nói với lại người ta ngừng lại một lần hai lần. Trời ơi. Cái này gọi là hy sinh vì nghệ thuật. Tôi nói thiệt, sau đêm nay chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, sẽ còn những chuyến xe chở bưởi hay không chưa chắc. Sau đêm nay rồi nói chuyện tiếp. Chính xác. Trời ơi, lúc đó hả, vô cái ông nào mà ngồi hối, sao rồi, hàng tới chưa, cái bước lên cầm cái cúp quán quân của ca sĩ thần tượng đưa cho người ta, nói mày hả bưởi. Dạ em cảm ơn anh. Đúng là cái tinh thần của một bác tài, đúng như trong cái câu thơ đó là ung dung buồn lái ta ngồi, nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng. Và đúng là em rất là ung dung với một cái tâm thế của một bác tài trên một cái chiếc vô lăng, và em đã đi thẳng về phía trước. Không có gì cảm thấy là hạnh phúc hơn. Anh chúc mừng em. Xin cảm ơn bạn. Chúc mừng em. Em cảm ơn bà vị giám khảo. Cảm ơn em. Dạ. Tình yêu như nắng, nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Hay ạ. Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Tình yêu lá úa rơi buồn trong nỗi nhớ. Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hát yêu tình tôi. Người vui bên ơi, xót xa nơi này, thương hình gian ai. Vòng tay tiếc nuối, bước chân nồng thầm, nghe giọt nắng phai. Đời như sương khói mơ hồ trong bóng tôi. Em đã xa rồi, tôi vẫn chơi vơi duyên một góc trời. Bờ môi ướt mi cay nay còn đâu, tiếng đâu thấy nữa,
chia cách đôi nơi là hạnh phúc xa rời. Người ơi, một mai em nhớ có nghe thu về trên hàng lá khô, ngàn sao ấm anh hát câu mong chờ em về lối xưa. À còn nắng ấm thấy lòng sao bu sáng, gọi tên em mãi trong cơn mê này mình nhớ thương nhau. người yêu dấu hơi khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây, nụ hôn đã mưa say bờ môi ướt mi cay nay còn đâu. Chia cách đôi nơi là hạnh phúc xa rời. Người ơi, một mai em nhớ có nghe thu về trên hàng lá khô, ngàn sao ấm anh hát câu mong chờ em về lối xưa. À còn nắng ấm thấy lòng sao bu sáng, gọi tên em mãi trong cơn mê này mình nhớ thương nhau. Thưa quý vị, đó là một tuyệt phẩm của ca sĩ Tuấn Ngọc từng thể hiện ca khúc Riêng Một Góc Trời với phần thể hiện của anh Bảo Toàn. Xin mời chị Thanh ạ. Phương Thanh biết tới anh Tuấn Ngọc là từ bài hát này và nghe bài hát này cũng rất là kỹ. Và khi mà ta chọn bài hát này là Phương Thanh sẽ feeling theo, bởi vì cái mức độ giống là giống rồi. Thì khi mà nghe xong rồi á, thì thấy Toàn chọn bài này ở vòng này là chính xác. Một bài phối rất tình tứ. Thường có những ca sĩ làm lại nhạc để hát thì nó mất cái độ tình trước. Và khi cái nhạc mà, cái beat nhạc mà nó không có tình á, thì cái hát nó sẽ không có tình bằng như vậy. Cho nên đây là một sự chọn lựa từ nhạc cho tới cách hát. Hôm nay hoàn toàn là lấy được cái tình cảm, không phải của riêng ba ban giám khảo đâu. Phương Thanh nghĩ là qua sóng truyền hình và khán giả ngồi đây cũng sẽ rất là khen Bảo Toàn bài hát này. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn chị Thanh. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Hôm nay anh làm tôi khá là xúc động. Tại vì thật sự hôm nay là cái cách anh hóa thân á, cả cái cách anh đi, anh đứng, cách anh mặc đồ, cái thái độ của anh, những cái lúc anh hát, anh nhấn nhá cái tay, anh nheo cái mắt, tất cả những cái chi tiết nho nhỏ đó và kèm theo cái giọng hát ngày hôm nay gần như hoàn chỉnh 100%. Yeah, chúc mừng, chúc mừng. Đây thật sự phải nói là một cái phần thi mà tôi nghĩ là nhiều năm sau anh có quyền tự hào khi anh xem lại. Có một cái điểm nhỏ nhỏ đấy thôi, nhắc để anh, nếu như những vòng sau anh có làm tiếp thì anh làm cho nó hoàn hảo hơn luôn. Là thường với những cái bài như thế này á, thì cái vòng hòa thanh nó lặp đi lặp lại, thì mình không nên hát theo cái version mà người ta thu âm audio. Hồi nãy giờ anh đang hát đúng hoàn toàn cái version thu âm audio. Và không nên biểu diễn trên sân khấu mà hát cái version đó. Chúng ta có thể giữ nửa đoạn đầu là version audio, nhưng nửa đoạn sau chúng ta phải thay đổi. Ngay cả Tuấn Ngọc anh lên sân khấu ảnh cũng sẽ hát khác nhau. Đó là những gì Thành góp ý, để nếu anh có làm tiếp sẽ tốt hơn. Chứ với tôi hôm nay là quá tuyệt vời rồi. Xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Và bây giờ xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Hôm nay thì Bảo Toàn đã chọn cái bài này trong cái vòng này. Anh nghĩ là một cái quyết định đúng đắn, bởi vì một cái bài rất là dễ để mà thể hiện, nhưng mà cũng rất khó, bởi vì chúng ta phải có cái nội lực, đúng không? Chúng ta phải có khả năng. Thì
thì chúng ta mới thể hiện được cái điều đó. Về mặt tình cảm thì các giám khảo khác đã cảm nhận được rồi, anh thì cũng cùng chung cái cảm nhận như vậy. Nhưng mà cái điều mà anh đang quan ngại đó là Bảo Toàn sẽ làm gì đây ở những vòng tiếp theo? Trấn Thành có đề nghị nè, nói là chỉ chiêu liền. Nếu nói về anh Tuấn Ngọc, chúng ta tìm hiểu kỹ về anh thì chúng ta sẽ biết là ngoài cái việc mà anh hát hay ra, anh Tuấn Ngọc còn là một người rất là dí dỏm. Và anh Tuấn Ngọc là một cái người rất là nghệ sĩ tính, và mình dùng cái từ là quyến rũ. Như vậy thì với cái người đàn ông gợi cảm á, thì tôi đề nghị bạn ở những vòng sau bạn bắt đầu bạn thử tập cái này. Một là bạn mang cái chất quyến rũ của anh Tuấn Ngọc để hát hai bài. Một là bài Ghen, đó là một. Hai là bài Amo, Amo, Amo. La la di da, la la di da, da la di da da. Cái bài đó đó. Đó là hai bài nó về tiết tấu nhanh ha. Còn nếu anh muốn chinh phục khán giả mà về kiểu đỉnh cao, để khoe giọng, thì anh phải hát Delilah Tình Hận. Đó, đó là những cái gì tôi gợi ý cho anh. Dạ vâng. Cảm ơn ba giám khảo rất nhiều. Cảm ơn anh Toàn và hy vọng là anh sẽ có cơ hội để bước tiếp vào vòng tiếp theo. Nha, xin cảm ơn anh rất nhiều. Sài Gòn, anh đi mà chợt mắt cười vì em, mặt áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy. Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn, mà mùa thu dài nắng ở chung quanh. Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung, bay vội vã vào trong hồn mở cửa. Chợt đi, anh vẫn biết. Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu. Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau? Để anh gọi tiếng thơ buồn vòng lại. Em ở đâu hơi mùa thu tóc ngắn, dư hồ anh màu áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi ai vẫn biết. Trời chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu, nhưng sao đi mà không bảo gì nhau. Để anh gọi thiên thơ buồn vòng ai, em ở đâu hơi mùa thu tóc ngắn, giữa hồ ai màu áo lụa Hà Đông. Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu màu áo ấy, màu áo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo cho tiết mục này. Xin mời ạ. Thật ra nếu mà nói về cách mà thể hiện nghệ sĩ Tuấn Ngọc thì anh đã càng ngày càng nhuần nhuyễn hơn, thành thạo hơn. Anh có những tiến bộ rất rõ rệt, rất là vượt bậc ha. Từ cách anh nhả hơi ra, cách anh xử lý cái nhịp. Hôm trước tôi nói anh đều quá, lần này anh có xử lý nhịp nhanh chậm. Anh cũng bắt đầu phát âm rõ hơn, mặc dù vẫn chưa rõ nhất có thể. Anh Tuấn Ngọc làm phát âm rất rõ, rõ khủng khiếp nha. Nắng Sài Gòn em đi mà chưa tắt, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Là chữ nào ra chữ đó, anh không có. Nên hát bị lướt. Anh bị lướt chữ. Bị lướt chữ. Nhưng có một cái điểm duy nhất thôi là anh chọn bài này sai. Đây là loại bài để nghe chứ không phải là loại bài để thi. Khi mình thi mình cần có một cái những cái bài nào nó trưng trổ một tí, nó có cái đất cho mình diễn để mình nhấn nhá nhịp nhàng hay mình đẩy cao trào. Chứ không biết cái bài này nó êm đềm, nó là bossa nova. Bossa nova là một cái bài mà một cái người đàn ông nó phải rất là quyến rũ, sexy một tí. Mà cái điều đó nếu như hát phải được dàn dựng trên một sân khấu có quán bar với những cô gái lợi, rồi mình lợi không? Hỏi cô tên gì, thí dụ vậy thì nó mới hợp cái ngữ cảnh của bossa nova. Chứ còn bây giờ cái bài nó êm đềm như thế này, anh hát thì vẫn hay thôi, nhưng mà gọi là chấm cái gì ấy. Nhất là tuần trước á, là riêng một góc trời, đúng không, là rất nặng đô. Tuần trước là nặng cái bài đô hơn cái này nhiều. Bài nó là bài đỉnh, thì bây giờ phải muốn mà hơn được riêng một góc trời, nó là Delilah, nó là Cry Me a River, nó là tại sao phải là bài này. Bao nhiêu bài của anh Tuấn Ngọc quá hay. Tất cả các cái bản live của anh Tuấn Ngọc á thì đều trên sân khấu là không có dàn dựng gì hết, ngoài cái band nhạc chơi sống thôi, mà nó chủ yếu tập trung vào giọng hát và cái phong cách biểu diễn của ảnh là chính. Với lại bài phối nữa anh. Với bản phối. Thì một trong những cái điều mà hay nhất của anh Tuấn Ngọc ngoài cái giọng hát của ảnh, đó là cái đầu siêu trí tuệ của ảnh về âm nhạc. Một cái bài bình thường, ảnh có thể để ra những cái dòng hòa âm, những cái hợp âm rất là hay và lạ cho cái bài đó, để nghe cái bản phối đó khác với bản phối của những người còn lại. Bạn chưa nghiên cứu kỹ được về cái điều đó nên nó uổng. Nói với Tuấn Ngọc là nói tới bài phối lạ, nó khác tới mức độ đó. Thành ra bạn nên nghiên cứu nhiều hơn về ảnh để bạn chọn những cái bản phối hay nhất mình mới thi được. Hơi tiếc. Đây là một cái bài hát không đem lại được cái hiệu quả tốt như là tuần trước. Vâng, như vậy là với góp ý của ban giám khảo thì hy vọng là khi mà anh lựa chọn bài, nếu may mắn mình bước tiếp vào vòng tiếp theo thì mình sẽ chọn những cái bài mà nó thiên về cái phần biểu diễn của mình nhiều hơn, xuất sắc hơn và làm khó đối với tai của người nghe hơn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thank you.
gọi đò ơi, ai giúp đưa tôi kịp sang đò. Bên kia sông này người ta đang tưng bừng đón dâu. Gọi đò ơi cớ sao không có ai đưa đò, để con đò buồn hiu quạnh bên quê, chẳng còn ai nhớ mong mình về. Ngày đi em đưa tôi qua đò chiều, em hứa bao điều mãi đợi chờ nhau, nhưng mà sao em lại quên. Em quên sắc son câu thề mà người xưa bỏ bên theo chồng. Đò ơi, ai đưa tôi qua đò chiều cho nhắn đôi điều đến người mình yêu, tiếng hò ai nghe buồn thiếu. Mãi đi xa quê hương, mang trong tim yêu thương duyên tình đâu, thiệt tha hôm nào mà giờ đây như nước qua cầu. Gọi đò ơi, ai giúp đưa tôi kịp sang đò. Bên kia sông này người ta đang tưng bừng đón dâu. Gọi đò ơi cớ sao không có ai đưa đò, để con đò buồn hiu quạnh bên quê, chẳng còn ai nhớ mong mình về. Ngày đi em đưa tôi qua đò chiều, em hứa bao điều mãi đợi chờ nhau, nhưng mà sao em lại quên. Em quên câu yêu thương, bao năm xa quê hương nay lại về, sắc son câu thề mà người xưa bỏ bên theo chồng. Đò ơi, ai đưa tôi qua đò chiều cho nhắn đôi điều đến người mình yêu, tiếng hò ai nghe buồn thiếu. Mãi đi xa quê hương, mang trong tim yêu thương duyên tình đâu, thiệt tha hôm nào mà giờ đây như nước qua cầu. Gọi đò ơi, gọi đò ơi, ơi đò, ơi hơi đò ơi, gọi đò ơi, gọi đò ơi, ơi đò, ơi hơi đò ơi. Chúc mừng Hoàng Phúc với ca khúc Gọi Đò. Chúng ta sẽ mời phần nhận xét của ban giám khảo cho tiết mục này. Sao chị Thanh, chị nhìn có vẻ ưu tư quá vậy chị? Thấy hát hết mình, hát ngập tâm. Sao ta, Trấn Thành? Dạ. Thiệt sự ra thì rất là giống anh Thái, nói thiệt. Thế nhưng như anh đã nói em, nhịp em phải chắc hơn nữa. Em hát cái bài này bị lê thê lắm. Thái hát không có lê thê cỡ này đâu. Và hát phải vang cái chữ ơi á, anh Thái anh được cái trời sinh ra cái chỗ gọi đò ơi là vang vang lắm, nghe nó vang lắm. Thì em bữa nay không vang nổi tại vì thiếu hơi,
Thành thử ra anh nghĩ rằng là cân nhắc lại cái làm sao cho cái tiết mục mình hay nhất có thể trong cái phạm vi sức khỏe của mình. Cảm ơn. Cảm ơn anh Thành rất nhiều. Nhưng mà anh hỏi thật là em cảm thấy thần tượng Dương Ngọc Thái hay là Ngọc Sơn mình sẽ làm ai tốt hơn? Thầy Ngọc Sơn thì đã là một tượng đài thì em không can đáng được cái việc mà giả được thầy hay không, nhưng mà cả hai thầy Ngọc Sơn và cả anh Dương Ngọc Thái anh đều là thần tượng của em. Anh không biết sao cho anh thấy em hát anh Ngọc Sơn này anh thấy còn giống hơn. Thật sự đó, lúc em hát á chị thấy em thà là em chọn anh Ngọc Sơn. Khi em cất tiếng hát lên đó là nghe đúng Ngọc Sơn và nó có những cái điểm mà nó trùng với cái thần tượng của em hơn và em biểu diễn nó sẽ dễ hơn cho em rất là nhiều. Bây giờ tôi cho em thêm một cơ hội nữa. Em thử hát thêm một bài nào của Ngọc Sơn cho cô có thuyết phục được những gì giám khảo còn lợi hay không. Tại vì em là một nhân tài, chúng tôi cũng sợ bỏ sót em trên dòng đời lơ đãng. Hát bài vui vui mà phải giống giống cách thể hiện của anh Sơn ha. Dạ em xin được phép hát ca khúc Thề của thầy Ngọc Sơn. Hẹn biển thề non dưới mái tranh nghèo ngày nào bên nhau. Hẹn biển thề non một lòng tình son thủy chung giữ tròn. Hẹn biển thề non sông cạn đa mòn mình còn yêu nhau. Hẹn biển thề... Được rồi, hẹn đủ rồi. Hẹn đấy nó đủ rồi. Đừng hẹn thề gì tôi hết. Thế này, bạn là người có nhiều cái yếu tố để khai thác. Nên tôi nói bạn nghe nhé bạn trẻ. Trên đường đời đôi khi sẽ không có nhiều sự lựa chọn cho mình. Và không được làm lại. Đứng ngay ngã ba mình chỉ được chọn một trong hai con đường. Thì đứa nào quyết định đúng đứa đó thắng. Thành thực ra là anh nghĩ là để coi là may mắn có mỉm cười với em đêm nay hay không. Nếu mà có một kỳ tích thì chị nghĩ rằng là em sẽ là lấy hình tượng anh Ngọc Sơn. Cảm ơn giám khảo, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo. Mùa xanh lá, loài sâu ngủ quên trong tóc chiều. Cuộc đời đó, nửa đêm tiếng ca lên như than phiền. Bàng hoàng lạc gió mây miền, trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm. Ngựa buông vó người đi chung chân đã bao lần. Nửa đêm đó lời ca giả lan như ngại ngùng. Vùng u tối loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng. Một đời bỏ ngõ đêm hồng, ngoài trời còn dâng nước lên mắt em. Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô, từ mưa gió, từ vào trong đá xưa. Đến bây giờ mắt đã mù, xanh đèn vầng trán thơ. Dòng sông đó loài gióng yên ngủ sâu. Mới hôm nào bão trên đầu, lời ca đâu trên cao. Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ. Về du mình trong giấc ngủ vừa. Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền. Để người về hát đêm hồng, địa đàng còn in dấu chân bước quên.
ca bắt nguồn từ đất khô, từ mưa gió, từ vào trong đá xưa đến bây giờ mắt đã mù, tóc xanh đèn vầng trán thơ. Dòng sông đó loài dòng yên ngủ sâu, mới hôm nào bão trên đầu, lời ca đâu trên cao. Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ, và tiếng hát về du mình trong giấc ngủ vừa. Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền, để người về hát đêm hồng. Địa đàng còn in dấu chân bước quên, để người về hát đêm hồng. Địa đàng còn in dấu chân bước quên. Xin chào Ánh Nguyệt, rất vui gặp lại em trong chương trình Ca Sĩ Thần Tượng. Hôm nay với vai trò là khách mời có mặt ở đây, với lại cái cảm xúc mà 2 năm trước mình đi thi, nó có gì khác nhau không em? Anh Nguyệt xin chào, một lời chào trân trọng nhất đến ba vị giám khảo ngồi đằng kia. Để trả lời câu hỏi của anh thì thực sự không biết sao lần này quay lại nhìn Trấn Thành với anh Nam vẫn run như lần đầu. Kính thưa quý vị, và anh Nguyệt cũng chia sẻ cho các bạn thí sinh biết là riêng anh Nam là một người có thể nói là thắp lửa cho thí sinh. Cho nên là thực sự em lời ít ý nhiều. Em cảm ơn anh Nam. Anh Thành là người có thể nói là giúp cho thí sinh định hướng đúng là mình phải làm gì trong cái cuộc thi mình đang tham gia, thì phải nghe anh Thành chửi nhiều lên rồi bắt đầu mới hóa thành giống thần tượng được, mới thực sự thành công trong cái chương trình Ca Sĩ Thần Tượng này được. Góp ý thôi đúng không? Dạ. Chia sẻ thôi chứ chửi làm gì mà chỉ tới chửi, chỉ là không, nói chửi hay mà. Dạ. Chửi hay dạ. Mà thưa với chị rằng là hôm nay là chị là hầu như là mở đĩa Khánh Ly rồi. Mỗi lần mà tôi nhìn chị hay là Đan Trang á, hai người diễn, tôi sẽ thấy là chúng tôi rất là tự hào khi là có một cái chương trình uy tín, khi những á quân và quán quân đều là những cái người mà nhìn vào chúng tôi cảm thấy hãnh diện vì mình lựa chọn đúng người. Cảm ơn chị đã quay lại. Cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành với những góp ý. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Trong chiều mưa đi về bước chân lẻ loi, vô cũ vẫn còn đây, phố xưa vẫn nghe chờ anh đưa người về nơi giá băng, nước mắt em chung lệ tôi. Biết rằng từ đây mất nhau, trên bên trốn theo mình anh. Em hôm nay đi về nơi rất xa, anh bơ vơ giữa dòng người qua, một ai đón nhau trên bờ vai. Oh, oh. Mưa giọt mưa rơi rơi mãi trong tôi, em ra đi xa khuất chân trời, để cô đơn từng đêm vẫn lên ngôi. Mưa giọt mưa rơi rơi mãi không thôi, quên mang theo nỗi buồn trong tôi. Ah, ah, oh, oh, oh.
chiều mưa, đi về bước chân lẻ loi. Phố cũ vẫn còn đây, phố xưa vắng em chờ anh. Đưa người về nơi giã băng, nước mắt em chung lệ tôi. Biết rằng từ đây mất nhau, trên bên trông theo mình ơi. Em hôm nay đi về nơi rất xa, anh bơ vơ giữa dòng người qua. Một ai đón nhau trên bờ vai. Mưa gió mưa rơi mãi trong tôi. Em ra đi xa khuất chân trời, để cô đơn từng đêm vẫn lên ngồi. Mưa gió mưa rơi mãi không thôi, quên mang theo nỗi buồn trong tôi. Mưa gió mưa rơi mãi không thôi, quên mang theo nỗi buồn trong tôi. Xin chúc mừng Tín Phong, vẻ tự tin hơn so với hai tiết mục trước đúng không ạ? Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Nó phải như vậy mới gọi là thi đó. Chúng ta phải luôn luôn nắm kỹ, nó có hai cái bí quyết để mình thi cái cuộc thi này. Một là mình nhái thiệt là giống, nó giống không còn thiếu một đường tơ mũi tóc nào. Hai, mình biết mình giống vừa vừa thôi, mình không thể giống hoàn toàn thì lố luôn, vui luôn. Đó là hai cái bí quyết để các bạn thi cái cuộc thi này. Phải có cái gì để cho người ta coi. Thì bây giờ một là người ta sẽ wow, trời ơi giống quá, trời ơi sao hay vậy. Hai, rồi coi nó kìa thầy. Bạn hiểu không? Còn không thôi người ta buồn ngủ. Thì bây giờ bạn phải ra bạn làm vậy đó, bạn dễ thương. Hôm nay bạn ra bạn mang cái năng lượng lại. Bữa nay là vẫn chưa tự tin đâu nha, mà tự tin hơn nữa là còn làm vui nữa, hay hơn nữa. Nhưng mà khác Trấn Thành. Khác nhiều lắm nói luôn. Xong góp ý xong bây giờ ra khác hẳn. Có lò xo rồi đó, đàn hồi rồi đó. Mà cái bước chân đi giống Lâm Trường lắm nha. Nãy có cái chữ quéo quéo giò, chỗ nãy đi giống lắm luôn á. Mưa sao mưa rơi rơi mãi không thôi, quên mang theo nỗi buồn trong tôi. Mà bữa nay cưng lắm, nói cho bạn phải như thế này. Và bạn để ý một tí là giọng bạn hơi dày hơn so với Lâm Trường. Và cái thứ hai là bạn phải tập cách đưa cái âm thanh ra ngoài để nó giống Lâm Trường hơn. Và bạn vuốt cái chữ cái đuôi á, dứt khoát hơn. Làn sóng xanh với anh Trường anh hát. Không thôi. Có cái gì mà vỗ tay nào các bạn ơi, yeah. Thật sự ra Lâm Trường ra sân khấu á, ngoài sân khấu thích lắm. Khán giả vui, thật là vui, cho nên cái năng lượng tích cực và cái tinh thần hoan hỷ trên khuôn mặt của anh Trường là cái điều em phải khai thác. Chắc lần sau phải cào râu quá, nhìn cái mặt ngầu quá. Lâm Trường là thư sinh. Dạ, tại vì em sợ em cạo lên cái mặt em nó bự quá nên thôi. À vậy à, có gì tôi chưa nói. Không, em cạo nhưng mà make up đánh khối hay gì đó, ăn gian về sáng tối thì vẫn thôi, được. Đánh khối giống Nguyên Khang nhìn kỳ lắm. Ai mới nói gì? Gì ai nói vậy? Ai nói gì vậy? Không? Không nghe cái gì trời ơi, có gì hả? Ok. Đã vậy còn dây nịch đỏ, giày đỏ, rồi nơ đỏ, rồi nhìn khó chịu. Dạ thưa quý vị, cái này là nhẹ nhàng rồi. Tại vì thấy ba giám khảo mặc nhẹ nhàng đã cởi cái áo ra cho nó thanh đạm rồi. Mà cũng bị chị Thanh chặt cho bằng được nữa. Nhưng mà vui không quý vị? Vui chứ bộ. Thật ra quý vị ơi, Nguyên Khang đó là sắm một đôi giày đỏ và có cái áo khoác vest màu đỏ nữa. Hồi nãy mình cản bớt rồi không? Mình không cản, tự thấy hai ba đứa mình nhã nhặn quá cho nên là tự cất rồi. Thôi bây giờ mình quay trở về cái chuyên môn chính đi, đừng mình có nói trở về hai Lâm Trường. Thôi bây giờ mình trở lại cô Phương Thanh, cổ cũng không có hiền đâu quý vị. Tuyệt vời. Chỉ có đạo diễn Hoàng Nhật Nam mới là người nói lên được tiếng nói công lý. Rõ ràng là mấy bé MC kia nó nghĩ hết là cũng vậy đó. Mình tiếp tổng đây nghĩ là cũng vì vậy đó.
Minh Tuyết, trời ơi chị ơi, Minh Tuyết về khóc với em ướt gối luôn mà bảo Trấn Thành không tha ngày nào ở trên chương trình á. Alo Tuyết ơi, nói xấu gì nè Tuyết ơi. Dạ thôi quay trở lại về với anh Nam Thanh Đạm mời anh. Mà em thấy ngộ nha, mấy năm trước anh là làm thơ nhiều lắm mà cái chương trình này không có một câu thơ nào phọt ra hết. Đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng có trách trời gần trời xa. Vừa cho vừa. Ôi. Vừa cho vừa. Cho thơ vừa đi. Nói chi người ta nói mình mang nghiệp đó chứ. Thơ thì tới lúc nó mới phọt ra. Anh vốn là rất nội tâm và rất là điềm đạm ít nói. Xin mời anh tiếp tục nhận xét. Đánh khối đừng có xa đà, không thôi người ta thấy giống như là hai bên. Mời anh tiếp tục. Dạ. Anh thích cái không khí mà Tính Phong mang đến trong tiết mục vừa rồi, giao lưu cùng với các khán giả nữa. Và cái điểm đó là cái điểm hút. Chúc mừng em vì đã trở lại với cái sự tự tin của mình. Mặc dù em cũng không có nhiều kinh nghiệm về sân khấu đâu. Và anh cũng xin thú thật là hồi trước anh cũng có sắm một cái áo như vậy. Có nghĩa là một cái tay dài và nó có cái vết mưu tuyên, mình tháo đi thì nó thành như thế này. Đúng là thời làng sóng xanh với những cái ca khúc của anh Lâm Trường, Đan Trường, rồi chị Phương Thanh, chị Cẩm Ly. Đúng là ký ức của rất là nhiều người. Ui về đúng không? Đúng rồi. Dạ. Và cảm ơn để em đã cho các anh chị ở đây cũng như là khán giả đã có những cái ký ức đó. Cảm ơn anh Nam. Chúc mừng em đã quay trở lại với phong độ của mình đó. Cứ tự tin thoải mái là được em nha. Và cũng xin được cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh đã bảo vệ Nguyên Khang trước làn sóng hung dữ, đã tấn công vào Nguyên Khang một mình lẻ loi trên sân khấu. Cảm ơn quý vị một tràng pháo tay cho phần thể hiện của em. Cảm ơn em rất nhiều. Trời không mưa, anh cũng lạy trời mưa. Anh lạy trời mưa phong kín đường về. Và đêm mới xin cứ dài vô tận. Mình dựa vào nhau cho thuyền ghé bên. Ấm đời nhau bằng những môi hôn, mình cầm tay nhau nghe tình dâng sóng nổi. Hãy biến cuộc đời thành những tôi thân hồ. Cho đêm khuya tròn giấc, anh sẽ nâng tay cho ngọc sáp kề môi, anh sẽ nói thầm khi gió thoảng trên vai, và bên em. Tôi đứng đó như hình một phó tượng, chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây. Nghe nỗi tiếc gào thét mưa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ.
Tại đi người ta xong vỗ tay xong rồi đi mình cái đầm dài dễ sợ. Rồi xong tới đại đi rồi lên rồi còn đứng lại đó nữa. Làm MC thôi mà mất bao nhiêu thời gian của chương trình có cái đầm dài như Thả Diều vậy? Khó khăn lắm mới được lên chương trình Ca Sĩ Thần Tượng. Có hát miếng nào đâu mà không có hát tiếng. Thì phải làm như vậy, tự debut bản thân mình. Có năm dịp là làm ca sĩ là trừ luôn lương đó. Anh Nam, năm sau bằng đầm dài trừ lương đúng không anh Nam? Anh nói đi. À, về cái vấn đề này thì thật sự là chương trình cũng rất là khổ tâm, không biết bao nhiêu lần để mà thuyết phục MC Khả Như là mặc đầm ngắn để di chuyển cho gọn gàng. Trời ơi, thì cái đạo diễn người ta còn rồi cô Minh Tuyết nữa. Vâng, và chúng ta hãy một tràng pháo tay dành cho hai thí sinh của chúng tôi. Từ từ đi. Cô Minh Tuyết là cổ rất là thích mặc đầm dạ hội, mà mỗi lần thấy MC Khả Như mặc những cái đầm chặt chém cổ cũng không thích một chút nào. Mà người ta ngồi một chỗ, người ta không có di chuyển, không có làm mất thời gian. Rồi lâu lâu người ta còn hát. Không phải anh Nam ơi, em có nỗi khổ tâm. Tại vì em làm việc mà chung show với người anh mà em yêu quý, đó là anh Trấn Xìn của em. Khi mà đứng trên sân khấu mà em mặc cái đầm ngắn như chị Ly á, thì em phải bị lòi cái chân ra và em phải đứng cho đàng hoàng ạ. Nhưng mà em đứng quá em mỏi. Tại anh Xìn của em nó dài quá dạ, nói hết phần cách các giám khảo còn lại. Do đó em phải mặc những cái này để em có dạng chân hay em có đứng kiểu gì thì vẫn lịch sự với quý vị khán giả. Vậy là chung quy là lỗi anh Thành không? Không phải, nó đổ thừa, tôi nói dài thôi. Đây là cái sự biện minh cho cái tướng hài hàng của nó. Cô, em hỏi anh Trấn Thành thì cảm giác của anh hỏi, hỏi cái xin. Gì? Nghĩ sao em cũng bị liên lụy. Em lên đây rất là nhanh rồi, em nói và đây là tiết mục rất là tuyệt vời của Elvis Phương và Tuấn Vũ. Một tràng hô tay cho hai bạn được không? Đó, đáng lẽ ra anh nói cái đầu này rất là lẹ. Đúng. Mà lên đi cà lê cà lê cà lê cà lê đe cà kê là kê là kê là kia đi cà lê cà lê cà lê cà lê đứng này có dừng lại nữa không lên khổ tâm. Sao rồi muốn dưới ngồi luôn không hay là làm nghệ thuật nào mấy mai mốt cho ngồi dưới đi rồi nói giọng lên thôi. Dạ thôi bây giờ đỡ cái đầu của chị Khả Như qua hàng bên, chúng ta sẽ đến với tiết mục ngày hôm nay của Lê Trường và Quốc Vượng. Xin mời chị Tư ạ. Không hiểu sao hay nghĩ lâu quá ta. Các bạn hát thì vẫn có mùi của Thần Tuấn Vũ và thần tượng của mình, nhưng nó không có khắc họa đậm nét được. Giọng của chú Em Phương bữa nay cũng không mạnh mẽ, không dứt khoát bao nhiêu hết trơn á. Chỉ có đặc biệt là anh Tuấn Vũ là anh có đầu tư vào cái tóc đó. Nó không có như mình mong đợi ở những vòng trước nên cũng hơi buồn tí xíu. Cảm ơn chị Tư. Thành sao? Nói chung là gì nè, mình dùng từ này xin lỗi các bạn là nó bị lợt. Giống như cái đó, món canh nó, mình nó không ngon đặc. Thì nó không đúng. Nhưng mà nó không có đậm đà. Các bạn hát cứ đều. Các bạn không tìm ra một cái điểm nhấn nào để cho cái câu của các bạn nó sinh động hơn. Ví dụ như bạn Tuấn Vũ: tôi đứng đó như hình một pho tượng. Bạn mà cố gắng hơn tí để cho nó thú vị hơn. Tôi đã nói rồi, một là phải giống, thật là giống, hai nó phải có vui vui một tí. Chứ còn bây giờ nó đều đặn, nó cứ trôi như một dòng sông thì nó không có gì để coi. Còn anh Trường á, anh rất là có cái điều kiện thuận lợi để làm chú Elvis. Cái tướng của anh là hay giống giống rồi, cái tay bên này sóc búng tay là thấy mọi thứ nó đều rất là thuận lợi để làm chú Elvis. Thế nhưng cái điểm mà Thành nói anh tới ngày hôm nay anh vẫn chưa thể làm chắc được, đó là cái sự chắc nhịp, cái sự dứt khoát của chú. Tôi vẫn bên em một trời mưa tháng sáu bên em. Chú có lâu lâu có những cái chữ mà bạc bạc nó đi liền chứ nó không có đều. Nó nhấn nhá, nhịp nhàng. Anh tách hai cái chữ rồi nó liên quan với nhau hơn thì cái bài của anh nó sẽ rất hay. Tôi đứng đó như hình một pho tượng, là ngắt cái chữ ra nghe nó đã cái lỗ tai mà nó ra cái chất của chú nhiều hơn. Và anh Vượng, anh cố gắng anh mang sinh khí giùm. Tìm nhiều cái điểm để mà nghiến răng miết cái chữ đó ra, anh phải tìm ra những cái điểm thú vị đó để cho cái phần thi của mình nó hợp lý hơn. Outlook của hai người hôm nay rất đẹp nhưng mà về cái phần chất lượng audio thì nó hơi không ổn lắm. Dạ, hy vọng sẽ tốt hơn những vòng sau. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam? Một cách rất là công tâm thì giữa hai bạn trong cái tiết mục vừa rồi thì tôi vẫn bị thu hút về phía của anh Lê Trường nhiều hơn. Tuy nhiên là các anh cần phải tính toán lại để có thể tạo được một cái hiệu quả nó tốt nhất cho cái phần thi của mình. Cũng cảm ơn hai anh đã mang đến một cái phần dự thi khá là thú vị. Xin được cảm ơn ba vị giám khảo đã dành những lời nhận xét dành cho tiết mục này. Ban giám khảo ạ. Giọng hát của Vượng khi cất lên lúc câu đầu tiên nó có độ vang rất nhiều. Nhưng vang nhưng không sáng. Vang rất là lớn luôn á.
hơi bất ngờ so với vòng đầu Vượng hát. Nó có độ vang, nghe cái hơi ra rất là mạnh nhưng mà nó không được sáng lắm. Mình chú ý cẩn thận cái đuôi của mình bị đãi cho nó mềm quá đó, thì nó sẽ dễ bị lạng, mà Vượng thì hay bị thiếu cái hơi đuôi á. Phải con cái đuôi nữa, mình để dành cái hơi của mình để mình ngưng cái đuôi. Nhưng mà đừng có đãi chữ, chính vì mình đãi cái từ cuối á, cho nên mình không đóng âm như trang, cái nó không có NR trang, thì cuối cùng nó cũng phải ngoắc lên vậy đó. Cái đó mình cẩn thận, mình cẩn thận thì mình hát nó cũng có âm nhưng mà nó chưa có sắc nét cho lắm, nên cẩn thận nhiều hơn, chỉ có một chút xíu vấn đề đó thôi, chứ được cái là mình có cái âm vang lắm đó. Vâng, xin cảm ơn. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly ạ. À, thế còn giám khảo Minh Tuyết ạ, à, chị nghĩ sao ạ? Cái giọng anh Tuấn Vũ bây giờ á, ảnh hát á nó gọn hơn em rất là nhiều. Đúng vậy. Em bị đãi nhiều lắm. No, cái này giọng ngày xưa. Thứ nhất là cái phrasing của em, cái cách em ngắt chữ ngắt câu á bị đều lắm, giống như em đang trả bài vậy đó. Rồi cái giọng của em nó đãi từ đầu bài tới cuối bài, cái cách của ảnh hát nó, cái chữ nào là nó gọn cái chữ đó. Còn đúng, em bị đãi trải. Ví dụ anh Vũ hát là ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, thì em là hát ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, em hát cái là em phải đậm nét hơn chút xíu nữa thì mới giống anh Tuấn Vũ bây giờ. Còn chị không biết không là cái anh này, Tuấn Vũ ngày cái xưa này tư, như thế nào. Tư có thể bào chữa là ngày xưa anh Vũ hát nó sẽ hơi bẹt hơn bây giờ. Ừ, và cái giọng nhưng mà bây giờ mình thi hơn, á thì mình lấy cái gì đặc trưng nhất mình thi nó sẽ thú vị hơn. Đâu anh thử lại cái câu đó mà anh ngắt chữ giống như chị Tuyết nói xem nào. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng. Em bị là ngày xưa, anh Vũ là ngày xưa, xưa ngày 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 đúng xưa rồi. Ai lá ngọc cành vàng đó, em phải gọn lại nữa, em bị đãi nhiều quá. Yeah, thì em phải khắc phục cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là với em hình tượng này là đúng là thần tượng của Tuấn Vũ rồi nó. Nhưng anh Tuấn Vũ anh hát ảnh không bao giờ đứng thẳng. Tôi chính em ngày xưa đó, thì anh cái gì nè, có nghĩa là à, nét Tuấn Vũ mình tiếc lạ quá. Thế anh không có đứng thẳng là tôi chính em. Giờ đó lúc còn trẻ thì đứng dày, còn giờ lớn rồi thì tôi chính tôi giờ đây đó. Tôi chính tôi giờ là lớn có nghĩa rồi. Có nghĩa là anh hát á, anh rất là giao lưu với lại khán giả, cho nên khi anh nhìn khán giả thì giống như anh như nào. Tôi chính tôi ngày xưa đó, ông vậy đó. Đó. Thế mới thấy là khi các bạn đi thi những cái cuộc thi như thế này, nó phải đậm nét, nó phải rõ ràng, giám khảo mới biết đường chấm. Chứ còn các bạn hát nó êm đềm quá, nguyên bài đứng nguyên bài. Hừ, ngày xưa tôi đứng thẳng thế này, bây giờ đây tôi nghiêng về phía trước hơn xưa. Ví dụ vậy, đúng không? Nó phải rõ ràng ra, nó có cái để chấm bạn ơi. Dạ, thế còn đạo diễn nội tâm Hoàng Nhật Nam, tâm trạng anh đang như thế nào ạ? À? Không biết là vô tình hay cố ý mà nhạc sĩ Minh Vy á, xếp hai tiết mục liên tiếp. Một là Nước mắt của mẹ và bây giờ là Giọt lệ đầy khóc nha. Giọt lệ đầy trang đó. Lát thì nữa sẽ tới bài để cho em khóc. Đó thì thực sự là Nước mắt trong thơ còn gọi là Châu Sa, nó có cái câu là lại cùng ủ dột nét hoa, sầu tuôn dứt nối, Châu Sa vắng dài. Trời đó ơi. Thì đây là một cái câu chuyện tình của nhạc sĩ Châu Kỳ viết lại. Và nó thể hiện trong đó có cái niềm đau trong đó nữa. Anh Nam em xin lỗi và... nhưng mà anh Thành có vấn đề về thơ của anh. Anh bị dị ứng với thơ của anh Nam ạ. Nghe phê cái mặt anh. À vậy hả? Quá. Dạ dạ. Cái bài hát này là một cái bài hát trữ tình và nó có cái nỗi buồn đau trong đó. Anh nghe, anh muốn giống như em là một cái người thay cho nhạc sĩ Châu Kỳ kể lại cái câu chuyện tình đó. Nhưng mà anh không cảm nhận trong đó cái giọt lệ và cái niềm đau trong cái bài hát này. Bởi vì đơn giản đó là em đang thể hiện một cái bài hát nó theo kiểu trả bài á. Đó có nghĩa là nó thiếu cái độ tình trong đó. Đó thì anh muốn là em sẽ hòa nhập hơn với cái câu chuyện nữa. Thì nó sẽ đạt thành hơn khi mà mình chuyển tải đến khán giả. Còn em là một người có chất giọng hay, anh không bàn cãi. Vâng ạ, xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều và anh có thêm nhiều kinh nghiệm rồi để anh mình tiếp tĩnh. Tục chính xác mà anh hát hay nên anh phải vui lên. Anh có nói với lỗ tai em là anh đang vui. Anh đang rất vui đó anh ạ. nhưng bên ngoài anh vậy đó. Dạ. Cái nét này nét nội tâm đó. Thank you.
dù gì cũng xa nhau rồi. Ngày nào chiếc hôm bao đêm giã rời, giờ đã hết rồi, chẳng còn hơi ấm trên đầu môi. Người yêu hay, giờ đây tiếng yêu phai phôi, chỉ còn những đêm cô đơn rối bời. Giọt nước mắt rơi, lặng nghe dòng thời gian trôi. Người hãy quên em đi, và đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn gì để vương vấn, người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Vừa sánh đôi vô tư giữa đời, chẳng hề nghi ngờ, chỉ cần hai chúng ta mà thôi. Để giờ đây, lòng đơn độc khi ai đổi thay, lời hứa xưa kia tan theo khói mây. Mình em trốn đây, một mình ôm bao đắng cay. Người hãy quên em đi, và đừng yêu em nữa. Nếu anh không còn gì để vương vấn, người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng em xót xa, vì tình yêu này sẽ chắc lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm, tình yêu như là gió. Quên em đi. Cha la đi da, đi da, da đi da, cha la đi da, cha la đi da, cha đi da, đi da, cha đi da. Người hãy quên em đi. Cho Lê Trang xin được cảm ơn vũ đoàn ô. Theo như cá nhân em thì em thấy cô này mỗi tuần có một bất ngờ hoàn toàn khác nhau, và không biết là ban giám khảo như thế nào vậy. Xin mời anh Trấn Thành luôn ạ. Cưng quá, bữa nay là thấy tự tin nè. Nó phải như vậy ha. Chỉ có cái nhắc nhở là tại sao người ta là cái vũ điệu mà thì hãy quên em đi, đấy là người ta thế này, đó là người ta giống như là say rượu, người ta xoay vai mà phiêu phiêu ha. Bả là như kẹp nách, nhưng hãy quên em đi. Nhưng dịch kẹp nách là kỳ vậy. Hôm nay thì hát giống, nhưng có vài cái chỗ nó không có điều khiển hết được. Chắc là một phần do cái vũ đạo nó làm cản trở bạn một tí. Tôi vẫn rất là thích bạn, tại vì bạn là một trong những thí sinh mà tiến bộ theo từng tuần và có những điều bất ngờ và thú vị. Nói chung là cứ Mỹ Tâm là tôi yêu thương bất chấp nha. Chúc mừng bạn. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Chúng ta sẽ cùng nhau hồi hộp chờ đợi xem giám thị Lê Thị Cẩm Ly. Mời cô. Nói quá đáng. Ở đây Ly ghi nhận nơi Trang á, có một cái sự lột xác qua từng vòng, kể từ vòng đầu. Một cái cô gái rất là rụt rè luôn á. Bây giờ mỗi vòng là mỗi khác. Lúc mà giới thiệu cái bài hát này, Ly có quay qua Ly nói với Thành rằng bài này tưởng dễ nhưng không dễ. Nó rất là đều. Mà đối với một cái bài đều, khi một người hát rất là sợ, chỉ có những người nào họ có tên tuổi rồi họ hát, thì cái quan trọng cái thần
của mình ra như thế nào, đó mới là quan trọng. Tại vì nó không có chỗ thô diễn cái giọng, nhưng cái thần của mình làm sao mà hút được ở những người xung quanh, nó lại khó. Ở Tâm hát cái bài này, Tâm hát như chơi vậy, như giỡn giỡn, chứ không phải là mình phải gắng sức. Ở Trang cứ bị cái vấn đề đó, tức có giọng nhưng mà mình chưa có điều khiển được như thế, cho nên cứ bị ngắt khúc mà nó không đều. Cho nên là hôm nay mình bị những cái vấn đề nhỏ nhỏ, nhưng vẫn rất ghi nhận ở Trang cái sự tiến bộ. Chúc mừng Trang.
và đó là Thu Ngân. Giám khảo Hoàng Nhật Nam xin mời. Xinh đẹp như một đóa hồng, không còn sự nhút nhát, rụt rè và thiếu tự tin như những đêm thi trước nữa. Rất là tốt. Về cái phần hát của em thì thực sự anh nhớ tuần trước anh cũng có lưu tâm em ở cái đoạn đầu. Thì trong cái phần này anh vẫn thấy vậy. Em có cái đặc biệt là lúc ra nó vẫn chưa ổn định hay như nào á. Cái câu phiêu đầu hoặc là những câu đầu tiên mà đổ vào á là em chưa bao giờ lấy được cái cảm tình chắc là của riêng anh trước. Bởi vì những câu đó nó cứ bị chông chênh hoặc là như nào đó. Mà sau đó vào bài rồi bắt đầu là nó, lúc đó cái lửa của em với là em mới bình tĩnh, mới bắt đầu đi vào cái dòng cảm xúc của mình. Thì cái bài này tương tự cũng vậy. Và thêm nữa thì anh có một cái điều đó là cái nội lực của em và cái năng lượng của em, một khi em đã tự tin thì thực sự là em với Hương Tràm thì chưa chắc ai đã hơn ai. Anh nghĩ là vậy. Cái đó là anh khen về cái nội lực của em. Còn về cái bài hát tối hôm nay thì anh vẫn cảm nhận là giống Tràm thì cũng có giống đấy, nhưng nội lực của em ở những cái đoạn mà lên cao dữ dội thì rất là ra, nhưng mà những cái đoạn thủ thỉ, tâm tình và da diết á, anh thấy là vẫn còn thiếu Hương Tràm. Hương Tràm hát bài này năm 21 tuổi, thu âm bản này, nhưng mà từng trải như là đã yêu rất nhiều mối tình rồi đó. Và những cái câu nhỏ nhỏ từ những câu đầu tiên và những câu mà trầm hoặc là thổn thức á, thì nghe nó rất là nhói lòng và nó rất là, nó có một cái sự tiết chế nào đó để mà nói bằng tim á, thì Thu Ngân vẫn chưa control được những cái đoạn đó. Còn những lúc mà lên cao trào bay bay và dữ dội thì em làm rất là ra. Đó thì anh có cảm nhận là như vậy. Còn nếu như anh nghĩ rằng là em không phải là Hương Tràm mà em là một Thu Ngân á, thì anh cũng khuyên em là sau Ca Sĩ Thần Tượng, nếu em có đi tiếp hay không á, thì em hãy thử sức ở những sân chơi âm nhạc khác để em là Thu Ngân á, thì anh rất mong chờ em sẽ tỏa sáng. Nhưng mà thế này nè bé à, anh nghĩ là đây là lời khuyên chân thành anh dành cho em, là nếu như bình thường mà giọng mình giống Hương Tràm rồi thì hôm nay anh đã tìm được cái điểm khác của em với Tràm rồi. Anh thấy được em có một thái độ âm nhạc R&B rất lớn trong em. Thành, nhưng mà anh thích cách hát của cái trước hơn. Tức là cái phần 1 á, phần 1 á là cứ khoan phăng á đã. À. Sang phần lời 2 lúc đó phăng thì nghe nó phiêu hơn. À không, đúng. Còn đây là lời 1 vào là đã khoe phăng rồi. Sau đó vào tiếp theo lại tiếp tục. À, cái bản hát này hay là bản hát của Tràm? Bản hát này. Chị đồng ý cái suy nghĩ của anh Nam đó. Tại vì người ta nói những cái gì hay nhất mình phải giữ lại, thì người ta mới tạo sự bất ngờ. Nếu mà mình làm một cái điều đó mà mình làm nhiều lần quá, nó không còn sự bất ngờ nữa. Cái đó là cái cách tinh tế trong khi mình xử lý một bài hát. Phần đầu mình xử lý vừa phải, càng về sau mình thả ra những cái đập chiêu của mình, tạo sự bất ngờ và tạo sự cao trào cho người ta. Đó là cách xử lý khôn khéo trong một bài hát. Hôm nay là em rất là thích bài này, đúng không? Đúng rồi. Tại vì nhìn cái cách của em hát là chỉ cảm nhận rằng là em hát cho em, chứ không phải là hát cho Tràm nữa. Khi em feel những cái feel, thật sự Tràm bây giờ có feel R&B, nhưng cái cách luyến của Tràm khác cái cách luyến của em. Đó là cái mà Trấn Thành thắc mắc hồi nãy giờ không thấy được Tràm trong đó, là bởi vì em có cố tình xử lý theo những cách feel của Tràm, nhưng em xử lý cái feel của em nó không giống Tràm mà nó là cái feel của em. Nhưng thú thật, nếu một ngày nào đó em gặp chị thì em về đội của chị nhé. Chứ gì dù dỗ người ta rồi. Hay lắm. Nếu như em thật sự muốn làm anh bơm, em có cần tư vấn gì em cứ gọi cho tôi sẵn sàng đó, giúp đỡ em. Tại vì tôi muốn em nổi tiếng, tôi muốn khán giả yêu thương em, tại vì em hát rất hay. Quá tuyệt vời. Xong cái chương trình này để dành tiền ra MV nghe chưa? Ra một bài single của riêng mình, lấy tên mình. Vậy mà anh nghe nhầm là anh xin sau chương trình này anh xin cho tiền ra MV nha. Sai có một từ thôi. Anh bên này. Đau quá, đau quá. Thôi vỗ tay lên cho ban giám khảo. Vâng, xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Nó một cơn bão lời khen dành cho bạn luôn. Chắc chắn bạn đang rất hạnh phúc. Nhưng chúng ta chỉ có 3 cơ hội dành cho 3 thí sinh bước vào trận chung kết mà thôi. Một lần nữa xin được chúc mừng phần dự thi của Thu Ngân. Thank you.
dấu yêu như khát ao như mộng mơ. Phút ban đầu ngày đó biết nhớ thương, biết đam say, biết ngất ngây, biết nhớ mong cùng với em. Ngày đó em yêu tôi yêu rất nhiều, ngày đó tôi yêu em một kiếm người đắm say giấc mơ. Ngày đó những thiết tha, những dấu yêu, những khát khao, những ước mơ đã không còn. Ngày đó những nhớ thương, những đắm say, những ngất ngây, những nhớ mong đành phá tan. Ngày đó em yêu tôi là dấu lòng, ngày đó tôi yêu em nhiều lỡ lầm vỡ tan giấc mơ một kiếm người. Ngày đó nếu biết trước tôi đã không sai khờ, ngày đó nếu biết trước tôi sẽ đau khi yêu, giờ sâu bắt nước mắt ngậm ngùi tình đã xa. Ngày đó trong tiếc nuối bao trái ngang cuộc đời, mình đã lỡ yêu đuối đâu trách em được đâu. Ngày đó tôi yêu em, ngày đó tôi yêu em đã quá rồi. Ngày đó những nhớ thương, những đắm say, những ngất ngây, những nhớ mong thương ban đầu. Ngày đó những nhớ thương, những đắm say, những ngất ngây, những nhớ mong đành vỡ tan. Ngày đó em yêu tôi là dối lòng, ngày đó tôi yêu em nhiều lỡ lòng vỡ tan giấc mơ một kiếp. Ngày đó nếu biết trước tôi đã không sai khờ, ngày đó nếu biết trước tôi sẽ đau vì yêu, giờ sâu bao nước mắt ngậm ngùi tình đã xa. Ngày đó dấu tiếc nuối bao trái ngang cuộc đời, mình đã lỡ yêu đuối đâu trách em được đâu. Ngày đó tôi yêu em, ngày đó tôi yêu em đã quá rồi. Ngày đó nếu biết trước tôi đã không sai khờ, ngày đó nếu biết trước tôi sẽ đau vì yêu, giờ sâu bao nước mắt ngậm ngùi tình đã xa. Ngày đó dấu tiếc nuối bao trái ngang cuộc đời, mình đã lỡ yêu đuối đâu trách em được đâu. Ngày đó tôi yêu em, ngày đó tôi yêu em đã quá rồi. Ngày đó tôi yêu em, ngày đó tôi yêu em đã quá. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Xin được chia sẻ với ban giám khảo, đây là một ca khúc Ngày đó tôi yêu em, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi. Và với cái sự dàn dựng này là đúng y như cái bản gốc của anh Đào Vinh Hưng trình diễn trên sân khấu ngay tại thời điểm đó luôn. Xin mời chị Tư Cẩm Ly ạ, cảm xúc của chị như thế nào? Chị thích cái phần trình diễn của em lần tuần này hơn tuần trước. Đã có cái máu lửa, mà đặc biệt ở đây những cái nhấn nhá của em hôm nay rất là tốt. Và cái phong cách, cái đi đứng đồ, nói chung là hôm nay giống rất là nhiều so với anh Hưng. Bởi vì nó lại khiến cho chị áp lực nữa là chị lại kỳ vọng. Nếu mà em đi vào vòng trong, chị muốn thấy một cái gì đó nó thực sự là đột phá. Nó đừng có an toàn nữa. Phun nổ. Bùng nổ, nó là phun nổ. Cái gì đó rất là khác. Đây. Nếu em đi được vào vòng trong. Bây giờ ra đề luôn. Riêng cái bạn này không còn muốn comment cái gì nữa hết. Tại vì giống quá rồi. Và coi là phải coi cái gì đỉnh cao. Thì ra đề luôn. Một,
là lựa những cái bài nào mà có những cái cao trào, những cái quặng đau. Chẳng hạn như là tình yêu thương vui lúc đầu mà càng về sau càng xéo nỗi sầu. Đó, một là phải vô những cái bài đó mà đậm đà như vậy, rồi vừa diễn vừa hát vừa cào cấu đồ trời cái để diễn. Đó là một. Còn hai, hơi trái tim tình si là phải nhảy. Chứ còn bây giờ mà thắt cái khăn ra ca tôi không chịu nữa. Nó an toàn mà nó bình thường đâu, chị nghĩ nó bao quấy với em rồi. Bây giờ coi như vậy không, nó không có đã. Đúng rồi. Rồi bao nhiêu bài, tại sao lựa một cái bài mà vũ đoàn cũng không nhảy hỗ trợ cái gì? Cái style của bài này là của hơn 10 năm về trước. Thì đó, bao nhiêu bài không chọn một cái bài. Tại vì bài của Minh Vi. Em tưởng là Minh Vi chấm mà. Minh Vi như là giám đốc âm nhạc của chương trình thôi, Minh Vi không có chấm. Em nghĩ làm lựa bài của Minh Vi sẽ được điểm thế mà. Em sai rồi. Em đã sai rồi. Em đã sai rồi. Bây giờ ca là ca cho anh nghe. Anh sao? Cuộc thi thường vui lúc đầu mà càng về sau càng gieo nỗi sầu. Mua cái gì? Cả sắp, cả sinh, cả sắp, cả sinh. Ca một cái bài nó đều đặn như vậy. Bài này của ai vậy? Bài này của ai sáng tác vậy? Cái gì vậy? Đó, nói làm chi? Dạ em xin lỗi Minh Vi, anh khúc mặt mà. Dạ xin lỗi Minh Vi. Anh Minh Vi. Thấy gì mà hiền quá. Thấy gì mà hiền quá. Thấy gì mà hiền quá. Minh Vi ơi. Minh Vi ơi. Thật. Xin lỗi anh. Dạ anh ở trên đó, anh ngồi trên cao đó. Dạ dạ dạ. Thấy chưa, nói như là nói ghẹo cho vui thôi, chúng tôi cần thực sự ở bạn. Cái này gọi là gì, này gọi là gì? Cái này gọi là ném đá vô tay rồi tắt nữa. Nhớ lần sau, vòng sau chúng tôi cần sự bùng nổ. Là sao anh? Dạ bùng là được bùng nổ hả? Dạ đúng anh, đó là sự bùng nổ. Anh Nam tiếp nối sự bùng nổ của anh Thành nào, xin mời anh. Ở anh Hưng á thì có rất nhiều cái tính cách trong con người của anh. Một Đàm Vĩnh Hưng rất là da diết, rất là trữ tình, và đó là cao cấu giằng xé trong những cái nỗi đau của những cái cuộc tình. Và một mặt khác là ảnh vẫn rất trẻ. Vẫn là hello, vẫn là vì anh là sói ca. Tức là vẫn nghĩ nè, nếu vẫn nhảy, bạn vô chung kết, bạn làm một cái medley. Liên khúc. Hit. Đúng. Một liên khúc và những bài hit. Tính cách khác mà nhau. Mà yêu cầu là phải bất ngờ. Từ bài này chuyển qua bài kia từ phải bất ngờ. Từ những cái thời mà Hưng mới vào nghề. Và tất cả những cái bài đó, bạn phải làm sao có cái thời gian để bạn thay đổi một rất là lẹ đồ. Rồi những cái này của tôi đâu? Mà giống. Đó. Đó, những cái này của đâu? Tất cả những cái động tác của ông Hưng đâu? Làm liền, đạp chân xoay rồi đó, cái gì đó. Phải tùy bài, từ bài này làm sao được? Không, nhưng mà phải bài này chỉ là nhúng. Dạ. Ý là phải kiếm bài để nhét vô, nhét những cái đó vô. Nó rối lắm rồi kìa. Thôi rối bây giờ mình đừng nói về bài này nhiều, kéo anh Minh Vi anh này lại ném giày xuống. Đó, nữa. Hồi để xin nghỉ thi luôn rồi. Không, thì Tuyết nghĩ ra như vậy, khi mà bạn nếu bạn được vào vòng chung kết, bạn hãy tìm một cái liên khúc gồm những bài hit của Hưng. Nhiều màu sắc, bạn làm thành một cái liên khúc và bạn cho thấy nhiều cái mặt ở hơn, tôi nghĩ nó mới là bùng nổ. Nếu em may mắn mà có cơ hội được vào vòng trong thì em sẽ... Sao thí sinh nào cũng có cái vụ mồi chài này hết trơn vậy ta? Em sẽ có những cái chuyển biến tốt hơn nữa, sẽ bùng nổ. Hy vọng rằng bạn sẽ bùng nổ trong cuộc đời.